Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy Pháp Lưu xin chào mọi người. Hàng ngày thì thầy Pháp Lưu nhận được rất nhiều câu hỏi, nhận được rất nhiều cái thắc mắc. Cho nên một ngày thường thì trả lời rất nhiều các câu hỏi của các bạn tu tập, thậm chí những câu hỏi của các thầy. Hôm nay thì thầy Pháp Lưu dành một cái buổi chiều trực tiếp để cho mọi người hỏi những cái vấn đề khúc mắc trong cuộc sống cũng như trong tu tập, cũng như những cái vấn đề mà mọi người có những cái vấn đề về khổ đau bệnh tật, thì mọi người hãy dành những thời gian để thưa hỏi trực tiếp. Bởi vì thưa hỏi nhiều khi mà không có trước tất cả mọi người, những cái câu hỏi trùng lắp lại thì thầy Pháp Lưu lại phải trả lời riêng cho từng người. Mà trả lời riêng cho từng người thì rất nhiều câu hỏi thầy Pháp Lưu không có thời gian để trả lời hết được. Cho nên những cái câu hỏi của các bạn, của các quý thầy, có thể là thầy Pháp Lưu trả lời trực tiếp qua đây, thì chúng ta sẽ cùng nhau rút kinh nghiệm và cùng nhau biết cách để chúng ta vượt qua mọi cái sự khổ đau cũng như là những cái vấn đề vướng mắc, cũng như là những cái vấn đề trắc trở trong tu tập. Hôm nay thì thời tiết nó xuống hơi lạnh so với mọi hôm. Những cái người yếu bệnh, những cái người già này, chúng ta nên chú ý mặc thêm áo ấm. Đang dịch bệnh thì chúng ta cũng hạn chế đi lại, hạn chế đi những nơi đông người. Chúng ta cũng phải tránh gieo cái nhân khổ để cho mình giữ gìn bảo vệ cái đời sống yên lành của mình và cộng đồng. Trưa nay thì có các anh lãnh đạo xuống ăn cơm với thầy, cùng chia sẻ những cái người nó thiếu ý thức. Thiếu ý thức thì trong khi mình đi từ vùng dịch bệnh là mình tự ý mình đi rồi, mình gieo lây lan cái việc làm khổ mình, khổ người. Mọi người có câu hỏi gì hỏi không? Mọi người cứ hỏi trực tiếp. Những cái gì thầy Pháp Lưu trả lời cho mọi người cùng nghe thì nó sẽ đa dạng hơn. Bây giờ thì cái công nghệ mạng xã hội, cái mạng thông tin truyền thông nó cũng rất là tiện cho chúng ta. Ví dụ có những cái buổi trực tiếp như thế này, thầy Pháp Lưu có thể trả lời những khúc mắc, những cái kinh nghiệm tu tập để chúng ta đi đến chứng đạt.
nó dễ hơn là chúng ta phải mất công chúng ta đi tìm người hỏi. Thứ hai là nó đỡ chúng ta phải cái thời gian đi lại vất vả. Ngày xưa cái thời Đức Phật mà đi tìm Phật mà hỏi được một câu nó khó lắm. Có khi đi mãi, đi cả hàng tháng trời mà Đức Phật thì hay di chuyển. Có khi có những người đi gặp được Đức Phật rồi. Lúc ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Đường trường. Ngày nay con người gần nhau hơn. Gần nhau hơn. Dễ dàng tiếp cận hơn. Nhưng đổi lại con người gần gũi nhau hơn, tiếp cận với nhau nhiều hơn, nó có cái lợi thế là con người tiếp cận thông tin nhanh hơn, nhưng nó cũng có cái bất lợi là con người sống xô bồ hơn, con người va chạm nhau nhiều hơn, và con người sống nó về cái mặt tâm hồn nó không có thời gian nhiều hơn. Thậm chí thời đại công nghệ thông tin càng phát triển nhanh, càng nhiều phương tiện sống thì con người lại ít thời gian hơn. Con người lại vất vả nhiều hơn, con người lại bộn bề nhiều hơn. Đây là sự thật. Khi con người ta sống theo vật chất, sống dựa dẫm vào vật chất, tham cầu vật chất, tham cầu tinh thần, con người sẽ gì vất vả nhiều hơn. Hôm nay con nói với một cái anh công an trẻ. Mình đi bảo vệ bình yên cho mọi người. Nhưng ngay cuộc sống của mình, cuộc sống của gia đình nhà mình, nó cũng không có bình yên. Có khi anh em cãi nhau, có khi bất hòa, có khi sống trong một gia đình nó luôn lo lắng. Hóa ra mình đi bảo vệ bình yên cho mọi người, nhưng chính mình thì lại không có bình yên. Chính bản thân mình. Đây là một nghịch lý đấy. Đây là một cái điều mà câu hỏi đầu tiên của cô Đinh Thị Bùi: Thầy ơi, mẹ con bị bệnh run tay không tự cầm đũa được, giờ mẹ con phải làm thế nào? Ở đây mẹ cô phải thưa hỏi trực tiếp thầy. Chứ nếu thầy truyền thì mẹ cô qua cái lời của cô thì nó sẽ không hiểu. Nếu mẹ cô phải nghe được thầy hướng dẫn. Cho nên chúng ta muốn muốn mẹ cha mình có phước được sống an vui thì phải cho cha mẹ mình được nghe chân giáo pháp. Chứ đối với chúng ta mà tu mà nó chưa có kinh nghiệm, mà tu chưa hiểu, chưa thành, chúng ta hướng dẫn ấy, họ hai nữa là chúng ta không có lực, chúng ta không thể dẫn dắt họ được. Thường thì phải các bậc sa môn dẫn dắt. Chúng ta không có lực ấy. Thứ nhất chúng ta nói họ không nghe, họ không tin. Thứ hai là chúng ta không có đạo lực. Thứ nhất là uy đức, thứ hai là tâm lực. Tâm lực. Cho nên chúng ta nói họ không nghe. Ở đây các cái bệnh tật phát sinh trên thân chúng ta có thể khắc phục được, nhiếp phục được. Nếu run tay ấy, bình thường chúng ta khắc phục nó rất dễ. Đức Phật dạy rằng ý dẫn đầu các pháp.
cái tâm ý của ta nó có thể, cái ý thức của ta nó có thể chỉ huy được thân ta, nó làm theo ý ta. Cho nên ý dẫn đầu các pháp, mình có thể nhiếp phục được thân mình nhờ ý thức. Đây hoàn toàn là một cái điều bình thường mà chúng ta không biết. Cái tay nó run, mình có thể đưa tay ra, đưa tay vô. Mình có thể duỗi co tay, duỗi tay. Đức Phật bảo ta đã từng co chân, duỗi chân, co tay, duỗi tay, nhiếp phục cơn bệnh này. Ở đây là cái ý thức lực, ý thức lực. Cho nên mình có thể đưa tay ra, đưa tay vô, đưa tay ra, mình nhắc cái tay này hết run đi. Mình chìa tay ra mình cũng nói, hoặc đưa ra đưa vô mình nhắc cái tay này hết run đi. Mình tập như vậy, ý thức như vậy thì nó làm chủ cái tay này, gọi là mình tác ý như vậy, mình điều khiển như vậy, nó hết đi. Nó dễ dàng, nó hết, tay nó không bị run rẩy nữa, không bị run này. Thầy đang hướng dẫn một cái bệnh nhân bị mắc bệnh Parkinson. Cái bệnh nan y nhất ở trong y học, các nhà khoa học y học đang đau đầu. Đau đầu tìm thuốc. Nhưng thầy, cái anh như Hư có đủ lòng tin và anh tu tập, anh đã bắt đầu thấy đỡ. Bắt đầu thấy đỡ những bước đầu tiên, anh ta tin tưởng tu tập lời Phật dạy, anh ta sẽ khỏi. Bị bệnh thì sẽ phải bán cả nhà cửa đi để lo thuốc thang. Bị bệnh thì mất nghề nghiệp. Bị bệnh thì khổ mình. Không làm chủ được mình thì làm khổ mình. Nhà cửa bán hết, công việc bê trễ, sự nghiệp, tài sản tiêu vong. Đây là cái bệnh khổ, đau đớn thân xác. Rồi sống trong bệnh khổ. Bệnh thì có bệnh tâm, tâm bệnh, tham sân si, buồn khổ, phiền não. Đây là một thứ tâm bệnh, thân bệnh. Thân bệnh là đau đớn, rên la, nóng lạnh, mệt nhọc, thân và tâm. Thầy Pháp Lưu ấy chỉ còn ấy 1/4 lá phổi sống mấy năm nay, nhưng thầy Pháp Lưu hoàn toàn khỏe mạnh. Đức Phật nói ta là người gì? Giữa các loài hai chân ấy, ta là người đời thì sống bệnh tật, còn ta thì không bệnh tật, không bệnh cả trên tâm, không bệnh cả trên thân. Tâm không bệnh, thân không bệnh. Có bệnh thì phải nhiếp phục. Hỷ thọ. Đức Phật bảo ta đã tinh tấn co chân duỗi chân, co tay duỗi tay, tinh tấn hỷ thọ nhiếp phục cơn bệnh này, ta đã khỏi bệnh. Ta không thể đi mà không gặp các tỳ kheo. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, ngày nay chúng ta tu, chúng ta không biết, không có kinh nghiệm, chúng ta không biết thế nào, chúng ta không hiểu về cái thân chúng ta. Vì không hiểu biết về thân chúng ta, không hiểu biết về tâm chúng ta, không hiểu biết về thân ngũ uẩn này, cho nên chúng ta loay hoay sống trong khổ tâm, khổ thân, mà chúng ta không biết cách nào để nhiếp phục được nữa. Chúng ta sống trong hờn, trong giận, sống trong tham, sống trong thù hận, sống trong oán ghét, sống trong khổ đau phiền não, chúng ta sống trong bệnh tật đầy mình. Chúng ta không biết cách nào thoát ra được khỏi bệnh tật. Cho nên những cái bệnh trên tâm và bệnh trên thân, con người, Đức Phật bảo con người sống trong bệnh. Ta là người không có bệnh. Bệnh tâm là một loại bệnh. Tham, khổ sở, điên đảo, thù oán, sân hận, phiền não, lo lắng, bất an. Đây là những cái bệnh trên tâm. Bệnh trên thân là những cái bệnh nóng lạnh,
rồi đau đớn, ợ ngáp, co giật, rồi là mệt mỏi, thân ngũ uẩn. Ngũ uẩn là khổ, Đức Phật bảo ngũ uẩn là khổ, con người mang nó mà không biết cách nào thoát ra. Chúng ta không biết sống theo đúng cái đời sống đạo đức, chúng ta không biết pháp môn tu tập. Hôm nay thầy nhìn thấy Lâm Ngân Hà, Lâm Thị Ngân Hà, lâu lắm rồi, có khi đến khá lâu rồi, thầy vẫn theo dõi, đang nghe đây, không biết hè có về làng không. Năm trước đến với thầy, hai mắt thâm quầng, quỳ xuống khóc kêu khổ, quỳ xuống khóc kêu khổ, khổ muốn chết. Hơn một năm nay thì cuộc sống này hạnh phúc quá này, khổ mãi rồi, sướng quá không chịu được, chuồn khỏi làng. Thấy tu tiếp đi, cho phúc đức đủ đầy, đừng Mai Linh hỏi thầy gì đây? Thầy ơi, thấy việc xấu con hay nói thẳng thừng với lời nói hơi bức xúc. Xong rồi con nghĩ về nhân quả và trả tâm về thoải mái tự nhiên, cứ dần thế là xả tâm tốt. Đức Phật dạy rằng có những cái phải tri kiến để đoạn trừ ác pháp. Khi cái tâm mình nó bức xúc với người khác, xong rồi mình nghĩ về nhân quả phải trả, mình nghĩ về nhân quả, có nhân có quả, mình biết tri kiến cuộc sống này là nhân và quả, cho nên mình bất động, mình lấy hơi thở, mình hít vô sâu và mình thở ra, mình xả cái tâm này đi, xong rồi mình trả cái tâm về tự nhiên bình thường, nó không sân hận nữa, không bức xúc nữa, thì đây gọi là pháp tri kiến đoạn trừ. Đức Phật dạy rằng có những pháp phải tri kiến đoạn trừ, có những pháp phải né tránh đoạn trừ, có những pháp phải tác ý đoạn trừ, có những pháp phải kham nhẫn đoạn trừ, có những pháp là pháp ở đây là những sự việc này, những hiện tượng, những cái gì đến với ta xung quanh, trong thân và ngoài thân, trong tâm và ngoài tâm ta, gọi là các pháp. Ví dụ như có người ta đau đớn trên thân này cũng là pháp thân đang khổ. Ta đau đớn trên tâm là pháp tâm đang khổ. Tâm pháp, thân pháp, thọ pháp, vạn pháp, cái gì cũng là pháp, cuộc sống này, pháp thế gian. Cho nên pháp là tất cả những cái gì hiện hữu mà chúng ta cảm nhận, cảm thọ, thấy, nó đều là pháp thế gian. Cho nên thấy việc xấu thì mình thấy khó chịu, thấy người khác làm không hài lòng mình khó chịu với những lời nói bức xúc, tâm mình nó sân hận lên, thì đó là ác pháp đã đến với ta. Mình phải tri kiến đây là nhân quả. Ví dụ như mấy hôm nay có người mạo danh cái nick của thầy Pháp Lưu đó, người ta làm tầm bậy, người ta lấy tên thầy người ta, xong người ta để mục đích để chia rẽ, mục đích bôi nhọ, xuyên tạc. Nhưng thầy Pháp Lưu dặn các trò biết là mà tránh, chứ mình không có sân hận. Biết như vậy, ai làm có nhân có quả, người đó, người nào làm người đó chịu, người nào gieo nhân ác, thô ác, người đó sẽ gánh quả báo. Đây là nhân quả của họ, mình phải tri kiến nhân quả mà mình bỏ qua. Mình biết vậy thôi, bỏ qua mình xả đi, mình trả tâm về bình thường, không oán hờn. Thì như vậy thì chúng ta gọi là tri kiến và đoạn trừ.
Có những pháp, ví dụ như có những cái người xấu ác thì mình phải né tránh họ, mình không sống, mình tránh đi, gọi là những pháp để né tránh. Ví dụ mình cứ sống theo họ mãi thì mình sẽ lây nhiễm. Có những pháp để né tránh đoạn trừ, ví dụ như chúng ta bây giờ đang gặp cơn đại dịch virus này mà chúng ta lại không biết tránh, chúng ta bảo vạn pháp vô thường, lao vào vùng dịch để chuyện trò, lao vào vùng có người bị dịch, đó là cái người không biết né tránh để đoạn trừ. Có những pháp phải kham nhẫn đoạn trừ, tức là nhẫn nhục chịu đựng, chấp nhận đoạn trừ cái khổ. Có những pháp phải tác ý đoạn trừ, có những pháp phải nhắc nhở chính mình từ bỏ. Cho nên con thấy việc bức xúc xong rồi con lại nghĩ về nhân quả, con trả tâm về thoải mái tự nhiên. Dần dần như thế con xả, đây là con hiểu biết nhân quả, có nghĩa là có những pháp này tri kiến đoạn trừ khổ đau. Suy nghĩ giải thoát nhờ hiểu biết. Có những người họ khổ đau trên thân, họ nghĩ cái thân này vô thường, thân là vô thường, buông bỏ. Họ buông bỏ xuống, họ nghĩ như vậy, họ buông bỏ, tri kiến như vậy. Thân này không ôm chấp, thân này bình thản. Thì họ họ hết hết cái khổ trên tâm, trên thân. Cho nên tu tập là chính là lấy chính mình. Chính mình là hòn đảo để nương tựa, cảm nhận, cảm giác toàn thân, toàn tâm. Này tỳ kheo, các ngươi hãy lấy giáo pháp của ta làm thầy. Có hai cái thứ mà Đức Phật bảo phải coi là thầy của chính mình. Thứ nhất, các ngươi phải lấy giới luật làm thầy, bởi vì giới luật chính là nền tảng của đạo đức. Thứ hai, phải lấy giáo pháp của ta làm thầy. Giáo pháp của ta ở đây là gì? Trong kinh Nikaya, Đức Phật nói giáo pháp của ta chính là cảm nhận toàn thân toàn tâm, tinh tấn nhiếp phục mọi ưu bi sầu khổ. Phải xem trên thân mình, xem trên tâm mình, để mình có cái những cái phương pháp, biện pháp để tinh tấn, nỗ lực, nhiếp phục, loại trừ, khắc phục mọi ưu bi sầu khổ. Thì gọi là ôm giáo pháp làm thầy. Cho nên tu hành phải quay vào trong, trong thân, trong tâm mình, để cảm nhận toàn thân, toàn tâm, ôm pháp như ôm phao vượt biển, nhiếp phục chính mình. Nhiếp phục làm sao cho thân ta không đau khổ, tâm ta không đau khổ. Cho nên là vượt qua mọi sự đau khổ, vượt qua. Đức Phật bảo chỉ có vượt qua. Lâm Ngân Hà. Lâm Ngân Hà là cái trò, là những cái trò đầu tiên đến với làng. Thầy dựng túp lều mà nghe thấy thầy chạy đến, từ Hà Nội chạy lên, quỳ xuống khóc, hai cái mắt thâm quầng, cuộc sống đọa đầy kêu khổ. Sau có 3 ngày hiểu ra, trở về cuộc sống an vui, thỉnh thoảng lui lại làng. Một năm nay chắc bận gia đình, thầy cứ hay đùa, hạnh phúc quá rồi, sướng quá rồi, không khéo lại quên tu. Sống an vui trên nhân quả, nó là cái việc tu tập của người cư sĩ. Cho nên trưởng lão bảo ai ở đâu ở yên đó mà tu. Cái nhân quả của mình thế nào, tu đến bước đường nào, mình ở yên đó mà tu. Thân cận các bậc sa môn, thân cận bậc thiện hữu tri thức, khi đến ta có thể tìm cho ta một con đường tu tập chuyên tu. Ai đây? Trường An hỏi: con chào thầy ạ. Thầy ơi, mẹ con bị khớp gối hơn 6 năm chữa trị khắp nơi không khỏi, đi lại rất khó khăn. Mẹ con có duyên được nghe pháp thầy, thầy hướng dẫn thêm cho mẹ con với ạ. Thầy đã nói rồi,
Hãy bảo mẹ con gọi trực tiếp. Còn ở đây những người bị khớp gối, thầy Pháp Lưu xin hướng dẫn như sau. Chúng ta làm lại cái bài của Đức Phật, nhưng dùng ý thức để nhiếp phục. Bây giờ mình bước đi, cứ bước một bước cái gối nó đau ở đâu, mình quan sát thấy nó đau. Ở đây cái ý thức của ta rất kỳ diệu. Thầy Pháp Lưu đã hướng dẫn hàng trăm người hết chỗ này, nhưng mọi người tu nó phải thật thoải mái. Mọi người phải tu, phải mang cái pháp Phật mà thầy dạy ra chơi chơi thôi, tu chơi chơi thôi, chứ đừng cố tu để cho nó khỏi. Ở đây tham tu nó cũng không khỏi, vì đây lại tham dục mất rồi. Ở đây là hiểu biết pháp Phật, mình coi cái thân này ốm đau bình thường thôi, nhưng mình mang cái pháp thầy dạy ra chơi chơi, tu chơi chơi, tu mang cái thân này ra mà nghịch thôi. Cho nên trưởng lão Thích Thông Lạc nói mà mọi người không có hiểu. Ngày xưa thầy Pháp Lưu tu gắng gồng mình tu mãi không xong, nhưng đem ra chơi thì nó xong. Trưởng lão Thích Thông Lạc có nói, đạo Phật các con tu ấy, nó như một đứa trẻ con ấy, nó vô tư mà. Tu như một đứa trẻ con mang cái thân, cái tâm mình ra một nghịch chơi. Trưởng lão ngồi chơi trong thất, trưởng lão đem cái pháp tác ý ra chơi chơi ấy chứ, thì thấy nó hiệu quả. Mang cái pháp Phật ra chơi chơi thôi, bởi vì vạn pháp vô thường, mình mang ra, mang cái thân, cái tâm mình ra trải nghiệm chơi thôi. Chứ đừng cố tham tu. Tham tu thì không bao giờ thành, mà nó chỉ có lọt tưởng, mà nó gồng mình lên rồi nó cũng khổ đó. Cho nên mang cái pháp Phật ra tu nghịch, mang cái thân mình ra mà đùa, mà vui nghịch, trải nghiệm chơi xem mình tác ý thế này thấy nó hay hay, tác ý thế này thấy nó hay hay, ừ tự nhiên nó lại hết khổ, hết sân, hết tham. Tác ý thế này tự nhiên nó lại thấy hết bệnh. Mang pháp Phật. Thế cho nên bao giờ tu tập thầy Pháp Lưu cũng phải bảo mọi người buông xuống hết, không sợ hãi nữa, vui vẻ tu tập. Nó vui vẻ tu tập, nó thay vì cái việc lo lắng tu tập. Nếu ai còn lo lắng tu tập, người đó chưa biết tu. Tham chứng đạo, tham chứng đạt, lo lắng tu tập, sợ tu thế này, sợ thế này không thành, sợ thế kia không thành. Mang cái thân mình ra chơi, nghịch, chăm chú nghịch nó. Thế cho nên người bị khớp ấy, hãy vui vẻ rồi ngồi đi thoải mái, rồi mình lặng lẽ một mình quay vào trong thân mình, quan sát cái gối của mình vừa đi vừa, cái tâm của mình ấy, cái tâm của mình ý thức ấy, là nó quan sát cái gối, đi bước đi nó biết đau, nó nhắc, cái gối này hết đau, cái gối này hết đi, nó bước, bước, cứ vừa bước vừa nhắc, cái gối này hết bệnh, khớp gối này hết đi, cái chân này hãy khỏe lại, mình vừa bước mình nhắc, bệnh khớp này hết đi, ý thức mình quan sát và mình ghi nhận và mình bước đi, mình dùng niệm lực, mình tác ý, cái gối này hết đau đi, cái chân này hết đau đi. Mấy cô đến đây chân sưng vô mà thầy bảo tác ý. Mấy cô Gia Lai nọ, cô gì đấy, đến sáng sau cái chân khỏi tiệt, không còn đau, đi thoải mái, không đau tí nào. Tối buổi tối hãy đi quanh sân, đi một đoạn, vừa đi vừa tác ý, đi quanh quanh, vừa đi vừa tập tác ý, thân hình niệm ngoại tác ý, kết hợp tác ý nữa. Cái chân này hết đau đi, vừa bước cái chân này mà hết đau, chân này hết đau, xong mình bắt đầu mình đi đường dài, đi đường dài. Chân ở đây nó tạo ra ý thức lực. Cái gối dù khớp dịch chảy đi chứ mấy năm nhưng dần dần nó tiêu hết viêm. Chúng ta bước đi vừa sức, vừa đi đi lại lại, chúng ta bước vừa đi vừa nhắc. Xong rồi chúng ta bắt đầu tập đi kinh hành đường dài. Chỉ một hai hôm nó khỏi thôi. Cho nên những cái khớp gối mà để hàng 6-7 năm trời không khỏi, hết viện nọ viện kia, một cái pháp đơn giản như vậy mà chữa được cái khớp gối hoàn toàn. Nên những cái cụ già mà đến đây thầy hướng dẫn trực tiếp, các cụ vui vẻ tu ấy, thích thú tu chỉ một hôm hai hôm nó khỏi. Mà cái gối cứ sau dần nó thành một cái ý thức, nó thành kinh nghiệm, không bao giờ người ta bị khớp gối đau. Có bị người ta chỉ đi vài bước nó hết rồi, đi vài bước, chục bước thì nó hết rồi. Ở đây là ý thức lực, nó tạo ra thần túc, nó tạo ra cái dục như ý túc. Thân hành niệm nó tạo ra dục như ý túc, là nó bảo nó hết đau là nó hết đau, nó muốn nó hết đau là nó hết đau. Dục như ý túc là
cái ý muốn của mình nó đạt được cái ý nguyện này. Trên cái thân này nó hết đau, bảo nó hết đau đau. Thầy Pháp Lưu đau lưng, thầy Pháp Lưu chỉ cần ngồi thẳng lưng này. Vừa mình vừa hướng ý thức bỏ hết đau đi, nó đã hết mất rồi. Đây là cái thần túc. Người ta gọi bốn thần túc, dục nhĩ túc. Mình muốn nó hết đau, nó hết đau liền. Thậm chí cái thân này, thân này nội, thầy bảo muốn nó ấm lên, nó ấm lên. Muốn trời nóng, muốn nó mát, nó mát. Mình hít sâu thở ra, nó mát, thân này nội. Mình nhiếp phục được toàn bộ thân thể mình, nhiếp phục được tâm mình, nhiếp phục được thân mình. Nên làm chủ được bệnh tật. Cái gì ai đây? À, cô giáo Dung Nam Định, Trần Ánh Dung. Con mèo hen, bây giờ thì cuộc sống tốt rồi. Mai Linh. Gia đình Mai Linh, Phú Thọ. Gia đình cái anh phó trưởng phòng, phó phòng tài chính Thanh Sơn, Phú Thọ. Vợ Mai Linh nhờ Pháp Phật, nhờ về làng tu tập, nhờ Pháp Phật. Bố từ tiểu đường rất là nặng, phải chăm sóc sơ phổi. Bây giờ ông Việt điếc, rất là khỏe mạnh. Gia đình hai ông bà cũng biết tu, con cháu đầy đủ phước đức. Vợ chồng Mai Linh thì cuộc sống biết tu rất là hạnh phúc. Con cháu nó, con cái nó đầy đủ hiếu hạnh, cuộc sống làm ăn tốt lành. Tinh thần, thân tâm cả nhà vui vẻ. Đây là một cái điều kỳ diệu cho đạo Phật, cho con người. Sống trong một gia đình mà nó như thiên đàng cực lạc ấy. Nên cả nhà Mai Linh, cả dòng họ tu. Chúng ta cứ tu rồi nhân quả nó sẽ chuyển đổi ấy. Gia đình rồi dần dần họ sẽ, mình nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng, lâu ngày họ sẽ tu theo. Rồi mình sống yêu thương, mình sống vị tha. Khi tâm chúng ta đã xả được hết, cuộc sống của chúng ta an lạc, nhân quả nó sẽ chuyển đổi. Gia đình chúng ta dần dần sẽ trở thành thiên đàng. Ở đây Đức Phật dạy là gia đình cư sĩ hết sinh khổ, tức là sinh sống khổ, không còn sinh sống khổ. Rồi chúng ta tu tập, không còn cảnh già khổ, không có bệnh khổ, không có chết khổ. Chết khổ tức là chết bất an, chết luân hồi, chết lo lắng, chết sợ hãi, mà cái chết nhẹ tựa lông hồng, chết thanh thản, thậm chí tu đến lúc thích sống, sống, thích chết ngày giờ nào thì chết, thanh thản, buông xuống hết đi, buông xuống đi hay buông xuống đi, chớ giữ làm chi có ích gì, tứ đại trả về cho tứ đại. An nhàn, thanh thản lúc phân ly. Không còn chấp trước cái gì, ôm giữ cái gì. Thanh thản trên từng hơi thở, đến hơi thở cuối cùng nhàn tịch. Tâm trụ trên hơi thở. Hỷ lạc, an nhàn, thanh thản, bất động.
Thầy thấy Hoàng Thanh Bình đang xem. Thầy nhìn thấy rất nhiều học trò đây. Cuộc sống thì rất là nhiều người từ cái chỗ khổ đau, cùng cực, gia đình bất an này, đổ vỡ nhân quả, cho đến cái việc bệnh tật. Nhiều con người rất là khổ đau, rất là đáng thương. Nhưng thầy cũng rất là mừng. Có hàng trăm gia đình từ khi biết đến làng Nguyễn Thủy, biết về tu tập, biết được nghe, trăm gia đình được sống an vui, hàng trăm con người hết bệnh tật, hàng trăm con người hết khổ sầu, ưu bi sầu khổ. Con người từ cái chỗ cuộc sống khổ đau sang an vui. Con đi cho đàng hoàng, con vừa đi vừa nhảy nhảy thế con. Đang bảo cái cô thanh niên mọi người cứ hỏi đi, thầy quay lại thầy trả lời. Trần Ánh Dung à? Kim Lan dẫn con đi may hai bộ quần áo đi chùa lấy để mặc. Chúng ta tập mặc quần áo tu hành nếu là cư sĩ. Tại vì sao chúng ta tập mặc quần áo tu hành? Thứ nhất, tập mặc bộ quần áo tu hành để chúng ta hướng đến. Chúng ta hướng đến cái việc tu tập theo đạo Phật. Thứ hai, chúng ta ý thức được bản thân mình. Tại vì sao như vậy? Khi chúng ta mặc bộ quần áo tu hành, chúng ta ý thức được rằng ta là người tu hành. Ta sẽ phải hướng theo Phật, ta phải sống theo đạo đức. Cho nên khi mặc bộ quần áo tu hành, dù là cư sĩ Phật tử, nó biết được mình là người tu. Nó như cái anh công an ấy, anh ấy mặc quần áo thường ấy thì anh ấy đi đâu anh ấy tùy tiện được,
Nhưng khi đã mặc bộ quần áo cảnh sát trên mình, anh ấy luôn ý thức được rằng anh ấy đang là cảnh sát. Cho nên anh ấy không thể nói lời bất nhã với dân chúng, anh không thể nói cái lời làm những cái điều vi phạm đạo đức của ngành. Ví dụ như vậy. Cho nên chúng ta mặc bộ quần áo tu hành ấy, thì chúng ta ý thức được ta là người tu. Cho nên chiếc áo không làm nên thầy tu, nhưng thầy tu cần chiếc áo. Bởi vì mặc cái y áo nhà Phật thì luôn ý thức được rằng mình phải sống theo đạo đức của Phật. Cái gì Tịnh Tuấn hỏi gì con? Tịnh Tuấn. Bạch thầy, sữa bò và mật ong chúng con có dùng được không ạ? Về cái vấn đề này thầy xin nói như sau. Nếu chúng ta là người tu mà quán biết cái tình yêu thương ấy, quán biết cái tình yêu thương, chúng ta biết là con bò ấy, nó sống, cái sữa nó để dành cho con nó. Mật ong ấy, nó để dành cho nuôi tổ nó, nuôi con nó. Như vậy chúng ta mà lấy của nó, tước đoạt đi cái quyền của nó, quyền sống của con bò con, hoặc là cái quyền sống của cái tổ ong đó, thì chúng ta cũng là cái người thiếu đi tình thương. Cho nên cái việc mà sử dụng ấy thì thực ra cái nhân đây là cái quán cái tình yêu thương hiếu sinh. Thực ra thì cái sữa con bò thì nó không có mang cái nhân ác, nó mang cái nhân bất tịnh, mang cái sự tham lam ích kỷ hẹp hòi của chúng ta. Rồi thực ra cái sữa bò nó không có tốt, có một nhà khoa học người ta phân tích ấy. Nó chỉ tốt cho nó phù hợp với cái con bò non thôi. Canxi đó nó chỉ tương thích, sự tương thích ở đây là tương ưng. Còn chúng ta uống vào nó cũng thực ra nó không có tốt. Người ta nói cái công nghệ sữa là cái công nghệ lừa dối, quảng cáo quá đà, nó không thực như vậy. Thậm chí uống sữa bò cái bảo thông minh. Sữa mẹ thì tốt cho trẻ con, sữa bò thì tốt cho con bò non. Cho nên chúng ta dùng những cái sản phẩm từ động vật. Còn mật ong thì thực ra như thầy thì thầy trong vũ trụ này thầy không muốn bầy ong kia nó đang sống hạnh phúc như thế, thầy không muốn bắt nó phải vất vả. Khi nào chúng ta trải dài cái tâm từ yêu thương khắp vũ trụ chắc là chúng ta cũng nghĩ như vậy. Hậu Phạm hỏi gì đấy con? Dạ thưa thầy, con bị trào ngược dạ dày với viêm loét dạ dày. Bị bệnh dạ dày đấy. Chúng ta hãy ngồi chơi thư thái. Chúng ta có thể nhiếp phục được cái dạ dày của chúng ta. Ở đây thầy dạy có khi đến hơn chục người dạ dày khỏi tiệt rồi đó. Cái cơ thể của chúng ta nó có thể tự phục hồi theo ý chúng ta. Đầu tiên chúng ta phải ngồi chơi thư giãn như thầy ngồi trên cái ghế tựa trên lưng này, nếu dạ dày. Trên thân thì chúng ta dùng ý thức chúng ta xem xét cái dạ dày nó đau hoặc trào ngược. Đầu tiên chúng ta phải buông lỏng thư thái, chúng ta ngồi chơi bình thường cho nó yên cái thân ta. Ngồi chơi thư giãn rồi, thoải mái rồi, chúng ta ngồi thở bình thường, thư giãn thoải mái rồi, yên lặng rồi, chúng ta quan sát cái dạ dày, quan sát nó có những cái bệnh trào ngược hoặc khó chịu, chúng ta nhắc này, tác ý chúng ta nhắc nó, mình nhắc này, cái bệnh dạ dày này hết đi. Nếu nó căng cứng khó chịu, nó đau, chúng ta nhắc, chúng ta quán biết và chúng ta nhắc này, dạ dày buông lỏng thư giãn, bụng buông lỏng hoặc dạ dày buông lỏng. Nó thư thái rồi chúng ta nhắc cái dạ dày này hết đi,
bệnh dạ dày này hết đi. Cái dạ dày này an ổn trở lại. À, mình có thể tác ý khéo léo, mình nhắc nhắc cái bệnh dạ dày này hãy chấm dứt. Bệnh dạ dày này hết đi, tác ý xong ấy, nhắc cái dạ dày xong, nhắc bệnh nào nhắc bệnh đấy. Cái bệnh chúng ta nên nhớ là tác ý từng bệnh một, nếu bị nhiều bệnh. Thì nhiếp phục bệnh này xong rồi, lúc khác thư thái mình mới nhiếp phục bệnh khác. Hoặc lúc nào đau bệnh nào chúng ta nhiếp phục bệnh đấy. Nên chúng ta nhắc như vậy, nó sẽ an ổn, nó sẽ chấm hết, nó sẽ phục hồi. Ở đây là mình nhắc xong một cái, tác ý xong, tác ý tức là nhắc, dùng ý thức nhắc, nhắc thân hoặc nhắc tâm. Dạ dày này hết đau đi. Hoặc là mình tác ý cái bệnh dạ dày này hết đi. Mình có thể ngồi thẳng lưng hoặc là có thể hơi dựa lưng vào ghế thì nó thư thái, đặt tay thoải mái trên lòng. Mình ngồi mình quan sát yên lặng. Nhắc xong vài giây, một lúc nó yên yên rồi mình lại nhắc lại một lần. Nhắc lại xong mình lại ngồi. Nhắc lại mình ngồi cho cái thân nó yên ổn, mình thở bình thường, thư thái, mình lại nhắc lại, mình nhắc lại. Tác ý nhiều lần. Và khoảng 5-10 phút nó đỡ rồi, nó an ổn rồi, chúng ta ngồi thở một lúc rồi, chúng ta thư thái rồi, chúng ta đi lại bình thường. Cho nên cái dạ dày chúng ta hàng ngày biết nhiếp phục như vậy, nó lành, tự nhiên nó yên ổn, nó sắp đặt tất cả lại. Nó hết đau và nó hết chướng ngại trên thân, Đức Phật bảo chướng ngại trên thân. Nó như những cái dòng nước chảy trong cái ống mà bây giờ bị tắc này, tắc ngang lại. Bây giờ mình buông lỏng thư thái và mình tác ý để nó hết, nó sẽ thông suốt thân tâm. Thân tâm an lạc. Cái thân tâm an lạc rồi nó sẽ tự nhiên thân thể ta nó được nhiếp phục, mình dùng ý thức mình nhiếp phục tinh tấn. Thế cho nên mình có thể ngồi mình thở bình thường, ngồi chơi thư giãn, tĩnh lặng ngồi chơi thư giãn. Và mình dùng ý thức mình tác ý cái bệnh dạ dày này hãy chấm dứt. Mình quan sát ghi nhận nó, cảm nhận. Tác ý chỗ nào mình phải cảm nhận chỗ đó. Sau nó có kinh nghiệm đó. Tác ý xong bệnh dạ dày này hãy chấm dứt. Cái dạ dày này hết đau đi. Cái bệnh này hết đi. Hoặc là mình tác ý cái dạ dày này an ổn trở lại. Mình khéo dùng những cái câu tác ý thì nó hết. Cho nên tu hành phải quay vào trong. Ở đây là quay vào trong thân. Cảm nhận như Đức Phật nói. Giáo pháp của ta là cảm nhận toàn thân toàn tâm. Quay vào trong. Tinh tấn. Nhiếp phục. Mọi ưu bi sầu khổ. Trên thân quán thân khắc chế tham ưu. Mọi ưu bi sầu khổ. Trên tâm quán tâm khắc chế mọi ưu bi sầu khổ. Tứ niệm xứ mà có thể tác ý đoạn trừ, có thể tri kiến đoạn trừ, tri kiến thân thọ, phân thân thọ này là vô thường buông bỏ, ngồi chơi thanh thản đoạn trừ, có thể tri kiến thì có thể tác ý đoạn trừ, có thể tác ý ngăn diệt, có thể né tránh đoạn trừ, và có thể kham nhẫn chịu đựng. Mình ngồi mình đau cùng cực mình chịu đựng hết sức cho nó qua cơn đau, xong mình quay lại hơi thở, mình nhắc cái thân này an ổn trở lại. Mình giữ hơi thở và mình nhắc, mình ngồi mình thở nó cũng hết. Cho nên cái pháp hành nó phải khéo léo, mình phải có kinh nghiệm dần. Có tu tập thì có kinh nghiệm. Chắc chắn mình sẽ khỏi bệnh, mình sẽ cái thân này nó sẽ mạnh khỏe trở lại. Tâm hồn sẽ thanh thản trở lại. Con cứ tập như vậy đi, nó sẽ hết. Mình ngồi thẳng lưng, mình tác ý. Nhưng cái tâm con lúc nào tu tập nó phải thảnh thơi. Nó phải mang thân này ra chơi. Ngồi chơi để tu tập. Buông bỏ nó để tu tập. Quay vào trong. Chứ con lăng xăng chạy ra ngoài vượt. Nó không có đạt. Những lúc nào rảnh rỗi ngồi chơi hay tu. Thư thái. Thế còn cái lúc nào mà nó ác pháp nó đến, mình dùng pháp tác ý ngăn diệt nó. Như lúc nào tâm nó sân lên, mình tác ý ngay tức thời lúc đấy, cái tâm sân này cút đi. Từ giờ trở đi ta không có sân hận.
trong mình hít sâu mình thở ra, không thèm sân hận làm gì. Sân là khổ, mình chí kiến như thế. Trên tâm quán tâm, khắc chế tham ưu. Hoặc là mình nhắc cuộc đời có là cái gì đâu mà mình cứ phải sân hận, mình khổ mình. Đời nay sống mai chết, sao mình cứ phải sống trong khổ như thế. Chí kiến pháp vô thường, quán thân vô thường, quán tâm vô thường. Mình nghĩ đời là vô thường, thân này là vô thường, tôi biết tôi hít vô. Hít vô một cái, thân này là vô thường, tôi biết tôi thở ra, xả nó đi. Vô thường, ném xuống sạch, không ôm lấy cái gì nữa, tự nhiên tâm nó trả về, tự nhiên thư giãn, thư thái, không còn khổ đau về cái chuyện này, chuyện nọ, không khổ đau về cái thân này nữa. Cuộc sống này nữa, nó tỉnh ra, nó thanh thản, an lạc trở lại, nó sáng suốt ra. Kinh nghiệm tu tập thật là cặn kẽ. Lại Xuân Trường hỏi, thế còn trứng gà thì sao hả thầy? Trứng gà không chống cư sĩ ăn được không? Thầy nói rồi, ăn thì ăn được. Sữa, trứng ăn được. Trưởng lão nói là trẻ con thì có thể cho nó ăn, nhưng cái người tu thì không nên ăn. Bởi vì ở đây nó là giới bất định. Hôm nào thầy giảng về giới ác và giới bất định. Dù nó không có nhân sát sinh, không có nhân sát sinh, nhưng mà đây là giới bất định. Cho nên trong nhà Phật mới quy định đại giới và tiểu giới. Đại giới, tiểu giới. Còn người tu thiền thì không nên ăn. Mang đến giới bất tịnh. Bất tịnh ở đây là uế ác. Nhỏ nhỏ, những cái gọi là những cái điều mà nó nhỏ nhặt. Nhỏ nhặt. Trẻ con thì nó ăn nó không có ác, không có nhân ác. Trứng và sữa, các con cũng đừng có chấp trước. Trứng sữa không cho con ăn. Nhưng mà ở đây nè, nhưng mà thầy khuyên là sữa đậu nành tốt hơn rất nhiều. Nhiều thứ tốt hơn những thứ mà từ động vật. Có những đứa trẻ ăn chay nó lớn nhanh, nó khỏe mạnh, nó có sao đâu, thông minh đó. Chứ còn chúng ta nên sử dụng. Thế giới ngoài là ngày nay châu Âu người ta cũng khuyến khích sử dụng ăn chay trường. Cái con trứng con gà cũng mang cái nhân khổ. Cái gì nó mang cái nhân khổ, nó đều đem đến sự bất định. Bất định ở đây là khổ. Cái nhân khổ, nhân khổ. Khổ mình, khổ người, khổ muôn loài. Người tu thiền không nên sống trong tâm bất định, sống trong thân bất định. Không nuôi sống bằng tà mạng. Thế còn cái người không tu thì không nói làm gì. Tu trẻ con mình có thể tùy thuận. Trưởng lão nói là trẻ con có thể cho ăn được, nhưng mà người tu không nên ăn. Phạm Sang nói, thưa thầy, khi con tập ăn ngày một bữa hay hai bữa con đã quen rồi, mà một thời sau con ăn trở lại hai bữa thì khó ức chế, rất khó chịu, mệt mỏi. Đúng vậy. Khi mình đã sống trong giới đó rồi, mình trở ra thấy nó khó chịu, nó mệt mỏi, thì ăn làm gì? Cho nên tự nhiên mình gánh cái nhân khổ. Có nhiều cái người đến đây tu với thầy Pháp Lưu, ăn ngày bữa quen rồi, ăn ngày bữa no đủ khỏe rồi, bệnh tật hết rồi, trở về nhà con cái ép ăn hai ba bữa. Trưởng lão bảo tùy thuận nhưng không bị lôi theo. Mình có thể nấu cho gia đình ăn thoải mái, nhưng mình từ bỏ. Mình nói thẳng là ăn vào nó khó chịu, ăn vào nó mệt nhọc, ăn vào nó thấy bệnh ra, thì mình không ăn nữa, tùy thuận nhưng không bị lôi theo. Về nhà tự nhiên ăn, trong mấy hôm sau về sống với con với cái, tự nhiên bệnh trở lại. Bệnh trở lại rồi kêu khổ. Mình đã sống được trong giới như vậy, mình nên duy trì. Cơ thể của chúng ta nó không cần nhiều, nhiều đồ ăn thức uống như vậy để mà nuôi dưỡng cái thân này. Các ông bà Thái Bình kia làm nông dân, họ ăn ngày bữa đấy. Cũng giống ông Khánh, mấy ông khỏe vâm suốt ngày. Cơ thể người ta nó vừa đủ. Sau nó trở lại quân bình, mới đầu tập ăn bữa thì nó sút cân.
nhưng sau nó trở về bình thường là nó đều đều như vậy, nó đều đều, nó không gầy không béo, khỏe mạnh. Sau nó phục hồi cái là nó khỏe lắm. Cho nên mình ăn, nên ăn, cư sĩ có thể ăn bữa sáng bữa trưa bỏ bữa tối là mình quyết tâm bỏ, không ăn nữa, nó nhẹ hẳn đi. Mình ăn trở lại tức là mình sống trong dục giới. Sống trong dục giới thì dục là khổ, ứ trệ. Đức Phật bảo ở trú xứ thích hợp, ở cái nơi nó thanh tịnh, ít tham muốn, ăn uống biết liễu tri. Ở trú xứ thích hợp, ăn uống biết liễu tri. Mình cứ ở nơi sung túc, ở nơi tham lam dục lạc, ở nơi mà xong mình ăn uống vô độ thì tức là mình mất mất đi pháp lành, mất đi cái cuộc sống lành. Cho nên ăn, đang ăn thế này, giờ cho mọi người tu trong làng này mà tự nhiên ăn lại 2 bữa 3 bữa thì chắc họ không ăn nổi, ăn xong nó mệt mỏi, nó khó chịu, bởi vì người ta sống thế nó đang khỏe đó, bây giờ lại rước cái khổ vào người, có khi rước bệnh tật vào người. Cho nên có người hỏi ông Ca Diếp nữa, ông tu cái gì giải thoát? Ngài Ca Diếp mới đùa là tôi ăn ngày bữa, không phải là ăn một bữa chứng đạo, mà ý Ngài Ca Diếp muốn nói đời sống của ông ấy là đời sống thiểu dục tri túc, ít ham muốn và biết đủ. Cho nên ông ấy không khổ vì lòng ham muốn, cũng không thiếu thốn gì, ông thấy thế là đủ. Chứ không phải ăn ngày, cứ ăn ngày bữa thành Phật, nhưng ăn một ngày một bữa tuyệt vời, đưa đến an vui, đưa đến khỏe mạnh. Cái gì ra thái bảo con tác ý xong hít hơi thở thì hay bị ho thì dùng phương pháp gì hả thầy? Muốn tác ý đầu tiên các con phải thập thuộc nhẩm cái câu cho nó thuộc lòng. Ban đầu mình cứ tác ý vô tư, ví dụ mình nhắc quán ni sân biết hít vô, quán ni sân biết thở ra, hoặc tâm sân này cút đi, hoặc là mình tác ý những cái câu đó mình phải thuộc, đây nó trở thành một câu pháp trạch quen thuộc. Mình khi mình thành thục rồi, mình tác ý xong, có khi mình vừa thở mình vừa tác ý nó đã điều hòa rồi, hoặc là mình thật tác ý xong trước, mình tác ý nó rất là nhanh, nhu nhuyễn mà. Mình chỉ cần khởi ý cái là đã tác ý xong rồi. Mình ví dụ thầy nhắc tâm sân này thì thầy chưa kịp nghĩ thì thầy đã tác ý xong rồi, thì thầy hít vô thở ra nó không bị gấp. Còn ban đầu phải tập tác ý xong rồi mình ví dụ mình nhắc tâm sân này hết đi, xong mình bình thản mình hít vô. Cho nên tu tập nó phải thoải mái, tu tập nó phải phải nhu nhuyễn, chứ mình không cố tập. Ban đầu mình cứ tập đi sau nó quen rồi, là thăm lúc mình vừa tác ý nó đã, mình vừa hít vô cái câu tác ý nó đã tác ý vô rồi. Ví dụ thở vô tôi biết tôi thở vô, đây là suy nghĩ của mình, cái ý của mình nó đã nhanh đến cái mức mà mình chưa kịp thở vô nó đã tác ý xong, nó đã biết mình thở vô rồi. Thở ra tôi biết tôi thở ra, nhưng nó nhuần nhuyễn, nó không, chứ mình tác ý xong mình còn nín thở, mình tác ý nín thở tác ý chưa kịp tác ý xong nó đã thở vô rồi. Cho nên tác ý phải hết sức bình thường. Khi tác ý xong rồi, mình tác ý xong rồi mình hít vô thở ra tự nhiên. Tu tập nó phải hết sức tự nhiên, mình gò ép không đúng rồi, bắt buộc là không đúng. Có những người tác ý người ta chả cần thở, sau nó tự, sau nó nghĩ đến hơi thở nó hít sâu, thở ra. Nên mình phải tập định niệm hơi thở. Cái đề mục đầu tiên phải tu tập, mình ngồi quan sát, đặt hơi thở qua nhân trung là dưới mũi này, hàng ngày ngồi chơi mình quan sát, mình nhắc thở vô tôi biết tôi thở vô, thở ra tôi biết tôi thở ra. Mình tập tác ý theo hơi thở như vậy, theo hơi thở tự nhiên như vậy, sau nó dễ dàng tu tập các pháp khác. Ngồi thẳng lưng mình ngồi mình nhắc hơi thở qua đây, đặt hơi thở, đặt cái niệm hơi thở qua đây. Tại sao không đặt dưới bụng? Đặt dưới bụng gây ức chế các phần này, tức ngực khó chịu rồi rối loạn dưới này, đặt hơi thở bên trên là nó sẽ đau đầu. Mình đặt hơi thở qua nhân trung này, nó nhẹ nhàng. Mình nhắc này, hít vô tôi biết tôi hít vô, thở ra tôi biết tôi thở ra, tức là mình suy nghĩ theo hơi thở, suy nghĩ là tác ý, để mình niệm theo hơi thở, tức là niệm theo hơi thở gọi là tác ý theo hơi thở.
Mình lúc nào nó cũng thấy hít vô, tôi biết tôi hít vô. Thế cho nên lần sau hít vô là nó biết nó hít vô rồi, thở ra là nó biết nó thở ra rồi. Thế mình thay bằng câu tác ý hít vô thở ra, mình tác ý quán ly sân, tôi biết tôi hít vô là nó tác ý theo mình rồi, tác ý theo hơi thở rồi. Cho nên là cái kinh nghiệm chỗ này nhiều người tu là nó bị ức chế, tác ý nó không đạt hiệu quả, nó không đem đến sự sung mãn. Ví dụ tôi thầy nhắc này, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, thầy thở vô, thầy đã niệm như vậy rồi. An tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra, mình suy nghĩ theo hơi thở như vậy, tự nhiên hơi cái thân này nó khỏe lên, nó mát đi. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, ở đây là định niệm, tức là mình niệm theo hơi thở. Chúng ta phải hiểu định niệm hơi thở tức là niệm theo hơi thở, niệm cái câu nào đó theo cái hơi thở để nhiếp phục, để tinh tấn hoặc là để mà xả bỏ, gọi là niệm theo hơi thở. Tác ý theo hơi thở cũng là một những cái pháp định niệm hơi thở. An định rồi, mình cái tâm nó bình tĩnh rồi, gọi là định. Mình niệm theo hơi thở. Niệm theo hơi thở vô và niệm theo hơi thở ra. Ví dụ thầy nhắc thân này an ổn hít vô. Tức là thầy hít vô thầy đã niệm theo cái sự an ổn ấy rồi, cảm nhận an ổn. Thân này an ổn thở ra. Chúng ta phải hiểu như vậy, định niệm hơi thở là gì. Cho nên phải cần cái người thầy dạy rất là kỹ chỗ này. Cho nên phải về làng thầy tu tập tập những cái, thầy hướng dẫn những cái pháp định niệm hơi thở cho nó đúng. Nó tu nó không bị ức chế, nó cũng bị tu định niệm hơi thở bị ức chế là rất khó tu. Cao Hàn Long thư thưa thầy, khi nhiếp phục bệnh thì mình phải ăn chay luôn phải không? Thầy đã nói rồi, ăn chay không thành Phật, nhưng tu Phật thì nên ăn chay. Bởi vì ăn ăn mặn thịt cá nhiều thì nó sinh ức chế, sinh ra bệnh khổ, sinh ra trì trệ, sinh ra não bộ trì trệ, thân thể nặng nhọc, ứ trệ bệnh tật, gánh theo nhân quả của chúng sinh, ví dụ bệnh tật vô người. Ăn chay không thành Phật, nhưng tu Phật thì phải ăn chay, nên ăn chay. Bởi vì ăn chay nó đem đến phúc lành, ăn chay nó không gieo nhân khổ, ăn chay nó đem đến sự thanh tịnh thân tâm, nhẹ nhàng thư thái, ăn chay nó đem đến ít bệnh tật, những cái pháp lợi ích cho con người. Như vậy mà không biết hưởng vì lòng tham dục ăn uống, cho nên thì Hậu Phạm nói bệnh xoang con đau, con nhắc con thấy đỡ nhiều rồi thầy, con cứ tác ý như thầy bảo nhưng tu tập vô tư đi, nó sẽ khỏi hẳn chứ nó không đỡ như bây giờ, đỡ nhiều nhưng mà con cứ ngồi vô tư con tác ý. Cái bệnh xoang này mình ngồi mình quan sát cái xoang mũi, mình ngồi chơi thư thái này, mình quan sát cái mũi mình nó bị xoang, mình quan sát thư thái, mình ngồi mình nhắc mũi này buông lỏng, hơi thở buông lỏng, mình điều phục nó, mình nhắc cái bệnh xoang này hết đi, mình cứ nhắc như vậy, nhắc như vậy, quan sát và nhắc như vậy, quan sát và nhắc, cảm nhận và nhắc như vậy, cái bệnh xoang này buông lỏng, mũi buông lỏng, thấy khó thở mình nhắc cái hơi thở buông lỏng, mình ngồi yên một lúc mình tác ý bệnh xoang này hết đi, cái bệnh xoang này hết đi, xong mình cảm nhận nó, mình lại tác ý, mình điều phục nhẹ nhàng nó hết. Có những cái lúc phải dứt khoát rồi, cái bệnh này hãy chấm dứt, nhưng có những lúc phải nhẹ nhàng buông lỏng thư thái uyển chuyển, cho nên Đức Phật gọi là khéo tu. Nó hết, càng tu càng thấy có kinh nghiệm, càng tu càng thấy nó dày dạn, càng tu càng thấy khéo léo thiện xảo, càng tu càng thấy nhu nhuyễn, càng tu càng thấy trí tuệ. Con cứ tu như vậy, cái bệnh xoang thì nó không khó lắm. Có những đứa trẻ đến đây nó bị bệnh xoang 6 năm, thầy dạy nó chơi với thầy 6 ngày, đưa đi hết viện nọ viện kia. Bé Nguyên Hải Phòng, ở Thái Bình. Nó trẻ con nó ngồi nó tác ý, nó chơi chơi vừa chơi, nó vừa tác ý mà có 6 ngày nó khỏi. Nó khỏi rồi nó sướng quá.
Nó bảo mẹ ấy, mẹ về bảo mẹ ấy, mẹ mẹ bán nhà mẹ lên làng thầy ở đi. Làng thầy là một bệnh viện sinh thái. Trẻ con nó tu dễ đó. Trẻ con là dạy nó dễ vì nó không nghi ngờ, thì nó không có tham lam. Dạy nó tu chơi chơi là nó tu thành. Bé bông mai con nhà Mai Linh, thầy dạy tác ý, nó đang sốt đùng đùng đi viện này. Thầy dạy tác ý, hôm sau ra viện về luôn. Ho suốt suốt suốt. Nguyễn Huy Khôi, thầy cho con hỏi, có ông anh bị tai biến, bị liệt một cánh tay và bị một chân nhưng vẫn chống gậy đi lại được, thì phải dùng phương pháp gì? Ở đây anh ta phải dùng phương pháp thân hành niệm, tác ý nhiếp phục để điều khiển, bởi vì để phát sinh bốn thần túc, dục như ý túc, làm theo ý mình. Nhưng anh ta phải có lòng tin, nếu anh ta không tin Phật, không tin thầy, anh ta không tin bản thân anh ta làm được, anh ta không bao giờ làm được. Cho nên những người không có duyên, Đức Phật nói ta dù có thần thông, ta cũng không thể độ người không có duyên. Cái người không có lòng tin không thể tu được. Cho nên chỉ những người nào nghe thầy, thích thú nghe thầy và thích thú trải nghiệm tu hành và có lòng tin mới tu được. Cho nên các con đừng rước những cái người bệnh nó vô duyên đấy. Khổ thầy, khổ họ ra, mất tiền đi lại. Người ta phải có duyên nghe pháp, phải có duyên hiểu chánh pháp, có duyên nghe, có lòng tin, người ta không có nghi ngờ gì. Gặp thầy này, thích thú nghe, thích thú tu, vui vẻ tu nó mới thành. Cái người mà không có lòng tin, không có duyên ấy, tiêu tu thì nửa tin nửa ngờ, tu thì nay thế này mai thế kia, không tu được. Không có lòng tin nó cũng không có cái phước. Cái người có lòng tin thầy ấy, tin vào từ trường thiện, tin vào nhân quả lành, tin vào cái điều tốt lành nơi thầy, nơi làng tu, người đấy sẽ có phước đủ. Người đấy sẽ có phước đủ. Cho nên sẽ có phước đủ. Người đó cái từ trường thiện nó sẽ có đủ phước báo. Cho nên nó tự nhiên nó từ trường lành nó theo, người ta hướng theo, tự nhiên gia đình an vui, bởi vì người ta tin nhân quả. Khi cung kính những người tu hành hướng theo những điều lành, người ta sẽ có được điều lành. Còn cái người nửa tin là người không có cái phước ấy, Đức Phật gọi là người vô duyên. Dạ con kính thầy chỉ giảng cho con câu tác ý bệnh. Hàng ngày con có tác ý bệnh, các pháp đều vô thường, thọ vô thường, thân này cũng vô thường, bàn tay sưng phù nề. Con tác ý một câu thôi, tác ý một pháp thôi, Đức Phật bảo tu một pháp thôi. Con tác ý một đống như thế làm sao nó khỏi được. Mình đã ngồi mình cảm nhận thân vô thường, quán biết buông bỏ tứ niệm xứ, trên tứ chánh cần như thầy dạy, thì mình chỉ tu một pháp tứ niệm xứ thôi. Thế còn mình đã tu tác ý để nhiếp phục bệnh trên một thân này thì đừng có tu. Tu trên tâm thì thôi, tu trên thân. Bây giờ mình quán vô thường rồi, mình chỉ tác ý thế thôi. Bây giờ cái tay nó đau, cái sưng thì mình ví dụ mình đưa tay ra mình thả lỏng, mình nhắc này. Tay này hết sưng đi. Cái tay buông lỏng, thư giãn. Cái tay này hết sưng, tay này hết đau đi. Mình quán biết, mình quan sát cái tay, ghi nhận nó và mình tác ý như vậy, nó hết. Còn tác ý một lô thế, một đống, một chục câu tác ý một lúc thế làm sao mà nó hết được. Người ta tu một pháp cơ mà. Một pháp. Tu cái này, tu bệnh này thì thôi bệnh kia, mà tu pháp này thì thôi tu pháp kia. Dồn cho một đống như thế thì làm sao mà nó... Có người chỉ tu một pháp thân hành niệm giải thoát hoàn toàn, như ông Bản Đặc chỉ quẹt rác tu tập thân hành niệm mà hết tham sân si, hết tất cả. Có người tu một pháp, trưởng lão ấy tu mỗi pháp tác ý, như lý tác ý, sau này tu chứng. Cái người tu chứng xong thì người ta thông suốt hết 37 pháp, bởi cái người kể cả tu một pháp nhưng tu xong chứng đạo, người ta thông suốt 37 pháp liền. Nhưng có những người phải có những tỳ kheo xưa phải tu hết 37 pháp mới chứng đạo.
nên con tu tập cái mà con cần tu tập ấy, là thầy thấy cái mà cần con cần tu tập là tu cái tâm bình thản. Chứ tâm con là lúc nó lăng xăng, mình hàng ngày mình đi tới đi lui, mình hãy nhắc từ giờ trở đi cái tâm này hãy bình thản trở lại, từ giờ trở đi cái tâm ta nó hãy bình thản trở lại. Rồi mình tu tập các cái hành động thân hình niệm, trên mọi hành động mình đi mình cũng phải đi chậm, làm việc gì mình ví dụ mình cầm cái ghế lên mình đặt xuống mình cũng nhắc, cầm ghế lên biết đặt xuống, mình phải tập cái tâm bình thản trên mọi hành động để cho cái tâm con nó đỡ phóng dật, nó yên định, nó cho nên cái tâm con nó lăng xăng rối loạn tùm lum, cho nên tác ý một lô tùm lum. Anh Dung bảo thầy con ăn chay thế này tiết kiệm được bao nhiêu tiền, ăn chay nó rất lợi lạc, đem lại sức khỏe này, tiết kiệm tiền bạc này, người Đức Phật gọi là pháp lợi ích, tiết kiệm tiền bạc này, bảo vệ được môi trường sống này, giữ gìn được môi trường, ăn chay nó đem lại lợi lạc. Cho nên người ta đang khuyên là trước khi tìm được ra biện pháp này, châu Âu ấy, như các nhà khoa học, trước khi tìm ra được những biện pháp này, thay đổi môi trường thì hãy ăn chay, vừa đỡ tốn tiền mua thuốc này, vừa đem lại sức khỏe này, đầu óc minh mẫn ra này, thân thể nhẹ nhàng này, tiết kiệm được tiền bạc này, bảo vệ được môi trường sống xung quanh, tham gia vào cái tốt quá. Người nào ăn chay thấy cuộc sống ấy, tự nhiên cái việc ăn uống chi thừa tiền. Tịnh Tuấn mà dạ bạch thầy thi thoảng con hay nằm mơ. Cái câu này ở ngày xưa ở trong tu viện có người gửi không? Tu xong hỏi trưởng lão, thầy thầy con vẫn mơ. Khi nào con chứng quả A-la-hán nó mới hết mơ. Mơ là một cái việc hết sức bình thường. Ta phải hiểu mơ là cái hiện tượng trong thân ngũ uẩn. Do một là mình mệt mỏi thì nó sinh hôn trầm, ngủ hay mơ, thân thể mệt mỏi. Nên chúng ta phải tu tập cho thân tâm thanh thản để nó ít mơ, nó bớt tưởng. Mơ là một cái thân tưởng của chúng ta, thân ngũ uẩn tưởng, tưởng trong thân ngũ uẩn, cái này hết sức bình thường, ai chả có. Mà ta cứ lo sợ là tu mãi không hết mơ, đừng có lo, ta hãy tu tập tâm thiện lành, tu tập tâm thanh thản đi. Nguyễn Thị Vi, thưa thầy, con là cư sĩ, nhất là công việc chúng con không thể có ai thay, vậy chúng con muốn đổi bệnh chúng con phải xếp vào thời gian nào ạ? Hiện con cũng bị đau khớp gối trái mấy tháng nay rồi. Ở đây thầy luôn nói là tùy thuận khéo léo, đường sinh tử phận ai nấy giữ, khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm. Ở cái thời khóa của mình là một cư sĩ ở đời thì mình phải biết khéo sắp đặt. Đức Phật gọi là tháo vát. Khéo tu như ngôi nhà khéo lập, khéo tu trong mọi cảnh. Lúc này cái thời khóa ta phải làm việc bận rộn thì ta tu vào thời khóa khác. Tùy thuận thiện xảo. Nhưng mình phải biết sắp xếp thời gian để tu tập, sắp hoặc là tu ngay trên cuộc sống. Ví dụ thay vì mình đi bộ đến cơ quan, mình đang đau cái gối, trên đường đi bộ đó mình tu luôn đi, nhắc nhiếp phục cái gối luôn đi. Hoặc trong cơ quan, hoặc là trong công sở, trong công ty mình đang mệt nhọc, ví dụ như mình đang buồn ngủ mệt này, rũ rượi này, thì hãy dùng pháp tác ý ứng dụng. Mình đứng thẳng lưng mình nhắc, cái thân này hãy khỏe lại, cái tâm này hãy tỉnh táo, sáng suốt như ban ngày, cái thân này hãy khỏe mạnh trở lại. Mình thẳng lưng ra, mình hít sâu, thở ra định niệm hơi thở, nó tỉnh lại. Ở đây các pháp phải khéo tu. Cho nên cái việc thời khóa như ở làng đây, ở nơi chú xứ thầy đặt ra, thì các tu sinh nó không phải làm gì, nó cứ theo thời khóa nó tu. Thế nhưng ở cư sĩ ở đời thì mỗi nơi tu tập nó đều có thời khóa riêng, nó phù hợp với cái nơi tu đó. Cái thời khóa của thầy Pháp Lưu ở đây có thể khác với thời khóa tu viện Chân Như. Mà cái thời khóa của người mới tu nó cũng sẽ phải khác với cái người tu tập chuyên tu.
cái thời khóa của các con cư sĩ ở nhà nó khác với cái thời khóa ở đây. Thế cho nên phải, trưởng lão ngày xưa có nói tự mình xây dựng thời khóa cho mình. Bây giờ mình tu vào lớp 1 rồi thì mình xây dựng thời khóa lớp 1, tu lớp 2 mình xây dựng thời khóa lớp 2, tu lớp 6, lớp 7 tu. Chứ cái ông đang tu chánh kiến nó khác, tu giới luật nó khác với cái ông tu thiền định. Ông tu thiền định ông ấy tu khác, ông không còn còn làm việc gì nữa, ông không còn ông chơi chơi chơi, ông sống nhàn tịch. Cái ông tu giới nó khác, tu giới phải sống bình thường, giữ gìn giới luật. Thế cho nên chúng ta phải khéo tu. Chứ thầy làm sao thầy có phải là thầy là cái người mà đi làm hộ các con, tu hộ các con, sống hộ các con đâu mà. Bây giờ thầy mà là cái người sống hộ các cô, các bác này, thầy đâu đâu gánh hộ được các cô, các bác. Các cô phải tự sắp xếp, nghe giảng, nghe hướng dẫn và được hướng dẫn pháp môn, hướng dẫn giới luật và hướng dẫn tri kiến nhân quả, được giảng dạy nghe chân giáo pháp. Các mình biết tu tập cho nó đúng, khéo tu. Khéo tu gọi là thiện xảo. Kể cả cái nhiếp phục thân tâm này mình cũng phải khéo léo. Nhiếp phục kiểu này không được, ta chơi kiểu khác. Tu pháp này không được, tu pháp khác. Thế cho nên người ta mới nói người già khó tu. Trưởng lão Thích Thông Lạc nói già khó tu, Đức Phật nói già khó tu, bệnh khó tu. Bởi vì nước đến chôn mới nhảy. Già rồi thì nói trước quên sau, đến lúc gánh khổ rồi mới tu. Trẻ thì không tu, không, bệnh tật đau đớn rồi bây giờ tu thì nó cũng vất vả hơn. Cho nên càng già thì càng phải càng lui về nơi tu hành để thân cận. Già rồi lo hết con hết cháu chưa xong, vẫn lo cho con xong lại còn lo cho cháu, không biết thương mình. Đức Phật nói mà không biết thương mình, cái đạo đức thương mình, cái đạo đức thương mình bao nhiêu kiếp luân hồi khổ đau, bây giờ đến lúc nghỉ ngơi để tu mà tham mãi không buông được. Trưởng lão bảo có người nói thì buông được, có người nói thì không buông được. Nhân quả vô minh quá sâu dày, già rồi vẫn ôm lấy việc, có rồi vẫn ôm lấy việc, con cháu nó lo được rồi cũng ôm lấy con cháu, không chịu tu hành, không chịu buông bỏ. Sao mà mình cứ buông ra là nó thoát, buông ra thì con cháu nó tự biết lo bản thân nó, mình ôm lấy khóc mướn cho nó cũng bao giờ nó vươn lên được. Nay thầy có nói với mấy bác ấy, ngày xưa mình có cái gì đâu mà mình vẫn trưởng thành nó thôi, ngày nay chúng ta làm cho trẻ con nó dựa dẫm lại. Ngày xưa cha mẹ mình có cho cái gì đâu, tại sao mình vẫn sống qua khổ đau, vẫn sống qua khó khăn, mình vươn lên mà nay cho nó cái nhà này, cho một cái thì chưa đủ, phải lo nó hai cái vẫn chưa xong, lo con nó xong rồi lo cháu cho nó, khổ vì nó. Cái gì chân lào, kính thưa thầy, trong món trao có vi sinh, vậy thưa thầy chúng con có được ăn không, con cảm ơn thầy. Đấy, tu nó chấp như vậy đấy. Nếu mà nói về sát sinh ấy, trưởng lão nói rằng con sống thì còn cái nhân quả khổ, còn phải ăn, còn phải đi cầu, tránh làm sao được. Cho nên cái người tu xong thường họ chỉ muốn đi luôn là như vậy. Bởi vì còn sống là còn phải gánh nhân quả khổ. Có cái là cái người tu gánh nhân quả người ta nhẹ nhàng, nó không khổ như cái người bình thường, chứ người ta vẫn phải gánh chịu chung cái khổ. Cho nên Đức Phật còn không tránh khỏi sát sinh. Khi tu thành Phật thì không tránh khỏi sát sinh, nhưng ở đây là người ta thiểu dục, giảm thiểu đến mức tối đa, tiết giản đến mức người ta tránh. Cho nên Đức Phật mới nói rằng làm sao tránh sát sinh được, còn ăn cơ mà, còn phải đi cầu cơ mà. Nên lắm lúc chúng ta chấp trước quá thể quá, tu hành mà hành hạ, trưởng lão bảo hành hạ thân tâm mình một cách quá đáng, đâm nó cứ tu nó cứ nhăn nhăn nhó nhó hết cả mấy nhau. Bây giờ ấy, Đức Phật tắm như thế này, kỳ tay thế này, nó cũng chết, sinh vật thở ra vi trùng trong
cơ thể nó bay ra đều là nhân sát sinh, quả sát sinh. Đây cho nên là cái miếng ăn ở đây nó còn, bây giờ các con cứ bảo ăn chay không sát sinh, ăn chay nó giảm thiểu đi cái sát họa lớn lao kia chứ, ăn chay ai bảo không sát sinh, mà các vị cứ nói ăn chay sát sinh. Các vị có biết để làm ra hạt lúa cái nó phun chết bao nhiêu côn trùng không, để phát nương rẫy cuốc đất. Miếng ăn bát cơm của các vị cũng đều chứa cái khổ của chúng sinh hết. Cho nên Đức Phật mới nói thọ thực là bất định, thực phẩm là bất định. Nhưng mà người tu cần phải ăn, không ăn thì không có cái thân này. Cho nên phải là ở đây là đi vay mượn chúng sinh. Nhưng vay mượn ở đây nó không có mang cái tâm ác, không có mang cái tâm ác là mình sống ác. Cái tâm nó không ác, mình không có làm ác, không có làm ác, mình không đi sát sinh, mình không hại vật, không gì cả. Nhưng mà đây là mình cũng không tiếc, không gọi dạy người sát sinh. Nhưng mà cái cần ăn, ăn làm sao cho nó thanh tịnh tối đa, nó không trực tiếp, nó không có cảm giác nhơ nhớp ấy. Chứ còn cái miếng hạt gạo các con ăn kia đều chứa nhân sát sinh. Tránh sao được, nhưng cái tâm của mình nó không nỡ lòng nào ăn uống, nhìn thấy xương máu thịt chúng sinh mà nó sát hại nó. Nên trưởng lão nói ngồi trên chùa mà cúng có cái thủ lợn ấy, thì làm sao mà chấp nhận nổi cái con người chứng kiến cái chết chóc của chúng sinh, cái thân xác như thế mà không phải là sư thầy. Cho nên ở đây nó khởi những cái điều ác. Chứ còn làm sao mà tránh được cái món trao trong vi sinh kia. Vi sinh nó trùng trùng ấy chứ. Bây giờ chúng ta bị virus corona kia, có phải là sinh vật không? Là sự sống không? Con virus kia nó sống, có đúng không? Thế bây giờ bị bệnh nó tấn công mà không uống thuốc, chết à? Thế mình cứ bảo thương không uống thuốc. Mình ở đây phải biết tùy thuận, giữ thân mạng để tu, nhưng thân mạng mình không có làm những cái ác thô thiển ấy. Mình phải chấp nhận cái việc ấy, chấp nhận uống thuốc. Đức Phật bảo người bệnh cần có thuốc, uống thuốc qua bệnh qua tật, hoặc là cơ thể mình nó tự đề kháng, nhiếp phục bệnh tật, tăng cường sức đề kháng, ăn uống tu tập tăng cường sức đề kháng để chống chọi lại. Nên cái việc đó là cái việc mà Phật không tránh nổi, thế mà cũng chấp vào những cái điều nó không đáng, không đáng. Để cho nên trưởng lão nói có người dẫm, chẳng may dẫm vào cái con kiến một cái, ngồi hối hận cả một ngày, tự dưng ôm cái khổ vào. Mình không muốn thế, đây là sự sơ suất, nhưng mà nó chết rồi, đây là cái nhân quả. Mà đã là nhân quả thì mình thôi xả đi. Trưởng lão vừa tu hành mà lại còn không biết xả tội, ôm lấy ngồi trạo hối cả ngày, suy nghĩ khổ đau vì hôm nay mình dẫm lên con kiến. Trời ơi. Tu cái mặt nó cứ rầu rầu, trạo hối. Cái gì nó qua rồi, nhân quả nó đã xảy đến rồi, mình nhắc mình lần sau mình tỉnh giác, mình đi, mình tránh, mình không làm tổn hại như vậy nữa, thế là nó xong. Mình xả đi, xả luôn cả cái việc là tha thứ cho mình. Cái sự việc nó xong rồi mình cũng phải tha thứ cho mình đi. Ôm mãi quá khứ thì truy dấu vào khổ. Mình không muốn thế nhưng nó đã xảy ra rồi. Cuộc đời ai muốn làm ác đâu, ai muốn khổ đau, ai muốn thế này thế nọ đâu, ai muốn sống trong khổ ác đâu. Nhưng ở đây là cái nhân cái quả vô minh mà làm ra.
lại còn bệnh thương bệnh nhớ tương tư. Thầy có giảng về nhân quả, giảng về luân hồi, thầy có giảng về tương ưng tái sinh, thầy có giảng về cái chuyện nhân duyên nhân quả gia đình, thì mình phải biết chi kiến. Ừ, nhân quả gia đình các con xem đấy, con người ái biệt ly khổ vì thương tư tình nhớ nhau, chia tay nhau xa lìa nhau là khổ. Một trong ái biệt ly khổ là một trong 8 cái khổ của con người. Thế cho nên mình phải biết quán biết tứ diệu đế, tri kiến tứ diệu đế, tri kiến về khổ thánh đế để mình đoạn trừ nó. Đây là khổ, đây là khổ, mình tác ý như vậy. Như thế này là niệm khổ, mình tác ý. Ta hãy đoạn trừ cái niệm khổ này để hết cái khổ. Mình phải tri kiến tứ thánh đế, cho nên phải thông hiểu tứ diệu đế. Khi bị thương, bị nhớ, tương tư mà sầu não day dứt, mình phải tác ý tứ diệu đế. Đây là mình đang dính cái tâm mình, nó đang bị ái biệt ly khổ. Một trong khổ thánh đế, 8 cái điều khổ, 8 cái chân lý khổ, 8 cái điều chân lý khổ đế của con người. Đế là chân lý khổ. Đây là khổ thánh đế, khởi lên cái khổ đế. Đây là ngu si, đây là ôm chấp khổ, đây là niệm khổ. Mình phải tác ý, mình nhắc mình như vậy, nó buông bỏ ra. Buông bỏ ra rồi mình hít vô thở ra, tâm thanh thản an lạc. Tôi biết tôi hít vô, mình trả tâm về tự nhiên, rồi mình nhắc như vậy. Tâm thanh thản an lạc, tôi biết tôi thở ra, mình trả tâm về hơi thở thanh thản. Rồi mình chi kiến nhân quả, oán tầng mọi khổ, trông thế thôi. Thích lấy nhau à, lấy vợ lấy chồng tưởng hay lắm. Lấy xong rồi thì Romeo và Juliet là sẽ vì cân gạo đồng tiền, vì con vì cái, chắc sẽ hậu hậu Romeo và Juliet sẽ đánh nhau. Trên đời này vợ chồng lấy nhau, người ta cứ tưởng đem hạnh phúc cho nhau, nhưng khổ đau nhiều hơn hạnh phúc. Ít người sướng ít nhưng mà khổ nhiều. Cứ nhìn cái cảnh gia đình khổ, rồi tự mình trói chân mình. Chân lý cuộc sống, cái người phàm thế gian thì người ta sống theo dục lạc, người ta ham thích cái đó, chứ cái người giác ngộ chân lý chả ai muốn lấy vợ lấy chồng. Xưa có cái ông thầy giáo ấy, của thầy, ông ấy nói là có cậu học trò nói hôn nhân như là một cái, hôn nhân như một cái lồng chim, con bên trong thì khao khát muốn ra, con bên ngoài thì muốn vào. Thế cái ông thầy giáo thầy ông ấy bảo tôi ấy, tôi lấy 2 đời vợ rồi mà các cậu ấy cứ nói văn vẻ lồng chim mới chả không lồng chim, ví von hay ho gì. Tôi ví nó như cái toilet ấy. Hôn nhân chẳng khác gì một cái nhà xí, cái người bên trong thì muốn ra, người bên ngoài thì muốn vào. Cứ vào rồi khác biết, vào rồi khác biết. Hôn nhân là gì? Thầy có ông cháu cậu ấy làm nghề nhiếp ảnh, ảnh viện áo cưới. Có hôm 2 cậu cháu đang đi chơi, thấy cái ảnh chém đôi vứt ngang đường, ảnh thì rất đắt tiền. Nó nhặt lên nó bảo ôi cậu ơi, cái ảnh này nó chụp ở nhà cháu, nó mới cưới tuần trước rồi, nay nó lại chém đôi nó vứt ra đường. 2 cậu cháu cười. Đám Xuân Nghiêm mới, con muốn đặt may 3 bộ đồ giống ở làng Nguyên Thủy chỗ thầy, để khi sắp xếp được con về làng, thầy dẫn dắt con tu tập. Mọi người nếu là nam về làng mà tu tập, hiện nay thầy may quần áo bà ba như lời trưởng lão dặn. Thầy may quần áo bà ba Việt Nam, mặc vừa nó vừa mang cái nhiều ý nghĩa. Về làng thầy đặt quần áo bà ba mang nhiều ý nghĩa. Thứ nhất, ta là người Việt Nam,
giữ lại cái nét thuần phong mỹ tục văn hóa Việt Nam. Cho nên trưởng lão muốn là muốn như vậy. Thứ hai, mặc quần áo bà ba nó kín đáo, nó mát mẻ, nó gọn gàng. Thứ ba là nó đồng đều như nhau. Thứ tư là nó sạch sẽ, lợi đủ mọi đẳng. Tu hành là nó đồng đều như nhau, ăn mặc như nhau, lợi hòa đồng quân, giới hòa đồng tu. Cho nên nam nam trong làng là thầy đều may quần áo giống nhau. Thầy mặc hơi khác bởi vì bình thường đây là quần áo cũ người ta may cho thầy. Cho nên vứt đi thì nó phí. Tùy thuận có sao mà vậy. Chứ các nam sinh trong làng mặc quần áo bà ba hết. Thì may. Nên về nhỉ, về làng, người nào có duyên về đây tu tập là có quần áo bà ba. Nếu là cư sĩ, quần áo bà ba may rất là ngay ngắn. Phạm Tuấn, thầy ơi con hỏi khi nhập thất tu mình ngồi thiền phải không thầy? Nghe thầy giảng suốt như thế mà cũng bảo nhập thất tu làm gì. Tu hành nó có lộ trình căn bản của nó. Đến khi nhập thất nó có nhập thất 3 giai đoạn. Thầy vừa giảng xong tứ niệm xứ. Hãy nghe lại cái bài đó. Chúng ta nghe chúng ta không biết tu tập 3 giai đoạn. Tứ niệm xứ trên tứ chánh cần. Tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ trên thân hành niệm. Hậu Phạm một con trai con bị sưng amidan, thấy thầy giảng chữa bệnh, con trai con bảo giá như nhà mình gần thầy hết bệnh, hè con hãy cho cháu về. Trẻ con thầy dạy nó rất nhanh, trẻ con từ 9 tuổi 10 tuổi nhận thức được. Hoặc gặp thầy gọi điện trực tiếp cho thầy để cháu nó mạnh dạn, nó thầy nói chuyện với nó gọi video ấy, thầy hướng dẫn cháu. Thì nó thích thú rồi, trẻ con nó tu tập nhanh lắm. Thầy Đình Hòa nói con bị bệnh ngoài da, con tác ý như thế nào? Ở đây có cậu Tèo ở bên Úc. Cậu bị mẩn ngứa khắp người, ngoài da tùm lum. Nhưng từ khi cậu tu cậu hết. Thứ nhất, ăn chay. Nó thân thanh tịnh. Nó dưỡng chất. Thứ hai, chúng ta cảm giác toàn thân. Tại vì sao Đức Phật phải luôn cảm giác thân mình? Ví dụ mình bị phồng rộp hết mặt này, thân ngứa ngẩy. Mình bị da nó ngứa hoặc bị da nó viêm, hoặc mình cảm giác giác làn da của mình cảm giác, mà cảm giác trên thân mà. Cảm giác toàn thân, giáo pháp của ta là cảm giác toàn thân toàn tâm. Mình cảm giác đó, mình tác ý này, nhiếp phục này. Bệnh ngoài da này hết đi, cái da này hãy mát lành trở lại. Hoặc mình ở đây mình tác ý nhiếp phục, mình nhắc cái bệnh dùng ngoài da này hết đi. Mình phải cảm giác cái làn da của mình. Cảm giác mà. Mình tác ý. Cái bệnh này hết đi, bệnh ngứa này hết đi. Cái da này, da mình hãy an ổn trở lại. Mình cảm giác, mình nhắc như thế, mình cảm giác. Cho nên cảm giác toàn thân thanh tịnh, tôi biết tôi hít vô. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Cho nên mình ngồi mình tác ý cái sao mình quan sát nó. Cái mắt thầy này nó ví dụ nó sưng thế này. Thầy cảm giác cái mắt ấy, thầy nhắc mắt thư giãn, mắt này sáng suốt trở lại. Cái hàm răng thầy ngày xưa nó đau nhức, thầy há nhẹ thầy nhắc cảm giác hàm răng. Mình ngồi mình nhắc răng buông lỏng. Mình thả lỏng nhẹ nhàng mình nhắc cái răng này hết đau đi. Mình dùng ý thức lực, ý thức.
mình quan sát nó, cảm nhận nó, mình tác ý. Ý thức thì nó tạo ra ý thức lực, nó làm cho dịu mát thì nó làm nó đau hết đau, mình phải khéo điều phục. Đức Phật bảo kẻ tự khéo điều phục. Trên thân quán thân, các chế hữu bi sầu khổ, có thể quán pháp vô thường, có thể quán pháp vô ngã, có thể là quán cái khổ mà buông, chịu đựng thả ra buông, hoặc là quán tác ý buông, tác ý đoạn trừ nó đi. Trần Gương nói: thưa thầy, con hay thấy hơi thở nhẹ ở nhân trung, ở nhà tu như thế nào? Tu khi nào mình thấy tâm nương theo hơi thở mà hơi thở nó thoải mái là cái lúc mình cái hơi thở nó nhàn tịch, thì mình hãy tu tập đến cái bước mình đã buông bỏ được xung quanh, mình nên ngồi chơi đi chơi thư giãn, ngồi chơi đi chơi, ngồi chơi đi chơi, và mình cảm nhận toàn thân thân toàn tâm thanh thản, mình ngồi chơi đi chơi. Ở nhà thì phải khéo tu. Thủy triều lê lòng sân với người chồng nhân quả, nay vậy mai nợ đầy đóm vô minh, ngu si mà con không nhắc nổi. Cái gì tránh được thì tránh, không tránh được mặc kệ nữa. Bởi vì nhân quả, nhân ai nấy có quả ai nấy chịu. Thôi thì mình chấp nhận nhân quả. Chấp nhận nhân quả là một cái pháp kham nhẫn. Bởi vì mình biết nhân quả nó vậy, mình thôi mình đành chấp nhận, thì nó vui vẻ trở lại. Mình không bị chướng ngại nữa, vì mình mong cầu nó thế này, mong muốn nó được thế kia, nên mình không chấp nhận thì mình thấy nó khổ. Thôi cái số mình nó vậy, mình đành chấp nhận. Thế thì nó vui, nó kệ luôn. Chồng người đánh Bắc dẹp Đông, chồng em thì cả ngày chồng mông đánh đề. Chuyện thôi. Than thân trách phận, thôi thì chấp nhận nhân quả, buông xuống. Người ta nắm lúc người bảo số mình nó vậy rồi mà, thôi đành chấp nhận rồi, buông đi ha, kệ đi. Cho nên người ta nói cái câu thiền ngữ rất là hay: ở đời cái gì tránh được thì tránh, không tránh được mặc kệ nữa. Tác ý như vậy, chấp nhận thì cô Hoàng Thái hỏi: về hưu có kịp tu không thầy? Sao phải chờ lúc về hưu mới tu? Đức Phật dạy tu hành là một hành trình tích tập phước đức. Tu hành như người đào giếng, nếu ta không đào nó không xuống được. Cho nên đào từ ngay khi mình còn có thể. Chờ đến nước đến chôn mới nhảy. Tu tập ngay từ khi mình sống, ví dụ mình đang làm ăn mình tu tập chánh nghiệp. Mình đang làm ăn mình tu tập xả sân si, đang làm ăn mình tu tập đạo đức. Thế rồi nếu người ta nghỉ ngơi thảnh thơi mình tu tập gì? Tinh tấn, tu tập chánh niệm. Mình có thể tu trong cuộc sống này để cho cuộc sống mình ít nhất là nó không có khổ đau, không có cái tâm khổ đau. Để hết sinh khổ đã, cư sĩ ở đời có thể tu hết sinh sống khổ. Rồi mới tu đến các pháp thiền định tiếp theo. Thế ở đây thì mình tu tập chưa lúc nào là muộn hết. Có những người về già gặp pháp như
cha đẻ của Đức Phật, ông Tịnh Phạn, cuối cùng vẫn buông được xuống. Thế cho nên ở đây là tu tập thì, nhưng mà đừng có chờ nước đến chôn mới nhảy. Nhỡ lúc đấy không gặp được bậc chân nhân thì sao? Nhỡ lúc đấy trên đời không có những bậc thiện hữu tri thức giảng dạy thì sao? Cho nên tu ngay từ hôm nay. Mà tu thì đâu có khó đâu, tu ngay trên cuộc sống này. Các pháp thầy Pháp Lưu chia sẻ nó ngay hiện hữu, hiện tại. Sao phải về già mới tu? Công đức tu trì ngay từ bây giờ. Tu trên lời nói hàng ngày, tu trên việc làm hàng ngày, và tu trên gì? Suy nghĩ hàng ngày. Chánh kiến, chánh tư duy đâu cứ phải. Bây giờ còn cái người chuyên tu. Người chuyên tu. Người ta rảnh rồi, người ta chỉ một đường đi. Thế ở đây mình tu tập hết sinh khổ, ít nhất mình không sinh sống phiền não khổ đau, hoặc là tiến đến không bệnh tật khổ đau, tu tập đó thôi. Thầy Pháp Lưu đang dạy mọi người tu tập hết bệnh khổ đó thôi. Sao lại nói về già mới tu? Thế bây giờ trẻ bị bệnh khổ không tu ư? À, cái chỗ này là cái chỗ nó hơi bị chờ đợi, mong cầu. Tu ngay khi còn có thể. Để xem hết các câu hỏi. Đỗ Văn Bảo, con cứ bị buồn ở bắp chân, con ngồi định niệm hơi thở tác ý thân này an ổn, có đúng không thầy? Con lại tu sai. Buồn ở bắp chân mình phải khéo, mình buồn ở bắp chân mình đi lại, đi tới đi lui, đi ngược đi xuôi, mình nhắc cái chân này hãy khỏe lại cái chân, bắp chân này hết buồn đi, lắm lúc nó bồn chồn chân ta, lắm lúc nó tê buồn, đi lại đừng nên ngồi nhiều, tu hành đừng nên ngồi nhiều, đừng nên nằm nhiều. Nằm nhiều nó sinh ứ trệ, ngồi nhiều nó sinh tưởng tri. Đi đứng nằm ngồi đều là thiền. Ăn ngủ, đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Cho nên sau này trưởng lão không cho ngồi thiền nữa này. Vì mọi người ngồi cứ rơi hết vào tưởng, không cho tu tập theo, cuối cùng cứ lọt theo đại thừa. Ngồi đó để trùi tệ đầu óc, rơi vào si. Nói không nghe, cứ thích, thích ngồi thiền để chứng đạo. Người ta chứng đạo nó hết sức tự nhiên, tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Đạo đâu phải do ngồi thiền mà chứng. Thích ngồi, người ta ngồi là người ta ngồi chơi. Ngồi chơi cũng là ngồi thiền. Tu theo cái kiểu đại thừa, ngồi để quán, ngồi để rơi vào ức chế tâm, ức chế ý thức để lọt vào tưởng. Nó có giải thoát đâu. Ngồi chơi này mà tâm thanh thản an lạc vô sự, chính là mình đang thiền đó. Chính là ngồi thiền đó. Nên trưởng lão ngồi, trưởng lão co một chân, duỗi một chân ở hè ấy. Ngài ngồi thoải mái tự nhiên, tâm thanh thản an lạc vô sự, đó là Ngài đang ngồi thiền đó. Chúng ta tu tập mà không biết, rồi ở trong thầy thấy trong tu viện một số người, trong chi đông đấy, một số người cứ ngồi yên này, quán tâm bất động, quán này kia, sau nó điên đầu rồi hỏng hết đấy. Có khi ra nó còn khùng hơn đấy, ra nó còn khó chịu hơn, ra nó còn đau đầu, có khi còn ngơ tưởng, có khi còn mất trí. Tu thế là tu sai. Người ta ngồi chơi thế này nó hết sức tự nhiên, không có phải gò tâm, không phải gò tâm vào cái gì, ngồi chơi thoải mái tự nhiên, ngồi im lặng chơi thoải mái tự nhiên, tâm nương theo hơi thở, tâm nó thanh thản an lạc vô sự, nhẹ nhàng, tâm thanh thản, thân này nó an lạc, ngồi thư thái rất bình thường. Đâu cái ngồi gò mình, thầy thấy cái ngồi đơ cái mắt rồi ngồi để tìm tâm bất động, gò tâm vào như vậy sau điên hết đau đầu ấy. Mày như ở thấy các sư ở trong tu viện bây giờ còn có người ngơ trí đấy, có đấy, hai tay cứ dơ dơ từng đào ngồi gãi đầu nọ. Thầy có nói có người đau bại não, có người điên khùng,
cả về Hà Tĩnh cái ông gì đó, ông gì. Giờ gia đình phải nuôi bệnh tật rất là khổ, trả về nhân quả cho nhà người ta như thế, dạy thế là chết rồi, các thầy mà dạy thế là chết rồi, dạy người ta mà điên khùng ấy. Mấy cái cô tu cô gì đi theo cô Diệu Không ra ngoài điên mà sau lấy nha lấy nhách tiền bạc không có, tu như thế là tu chết, đáng nhẽ người ta không bệnh tật giờ dạy người ta thành như thế, đúng sai. Mấy người ngồi trong cứ ức chế mãi, cứ ngồi chơi không, không có biết thế nào là tu, cứ ngồi bảo ngồi đấy, giữ tâm bất động, ngồi ngồi trong thất mà giữ tâm bất động thì chẳng dạy dỗ thì chẳng chia sẻ chẳng hướng dẫn gì, xong không biết người ta tu đến từng giai đoạn nào thiện xảo ra làm sao, vì mình không chứng đạo không có kinh nghiệm, cũng cứ ngồi đấy rồi chết, chết không biết đường nào mà tu, cho nên là không thưa hỏi thì cứ bảo như thế thế thôi, xong đến lúc không trả lời được mà thế mang sách trưởng lão ra mà đọc thế chết. Trưởng lão cũng đáng nhẽ người ta không khổ, dạy người ta khổ hơn. Nên thầy thấy mấy người bị trả về như thế rất là khổ. Đừng có vội vàng, khi mình chưa thông suốt thì đừng có vội vàng ra dạy ai. Dạy lúc nó không đúng đặc tướng, nó sai đi. Nó sai với cái sự hiểu biết về tâm người ta, sai về cái sự thân xác. Sai đi là mình gánh cái khổ đấy. Người ta gánh khổ. Mỗi người nó phải được sát sao để được thưa hỏi. Có người tu pháp này, người tu pháp kia, có người tu kiểu này, có người tu kiểu kia. Nó phải được một bậc thầy chỉ đạo là tu tập bám sát, sát sao. Thưa hỏi kịp thời tháo gỡ này, chỉnh đốn này, uốn nắn này, sửa chữa. Hướng đúng pháp. Chắc hôm nay mọi người hết câu hỏi rồi. Hỏi những cái việc thiết thực của mình tu hành nó rất là hay. Những cái việc hiện tại của mình. Còn những cái chuyện riêng tư, đời tư mà mình e ngại, các trò e ngại, vì nói ra nó bất lợi, chuyện kín đáo đời tư khổ đau mình không muốn nói, thì hãy thưa hỏi riêng thầy. Để thầy chỉ bày cho, để mình dứt bỏ cái khổ đau ra. Cái tâm mình nó không còn khổ đau vì những cái việc cuộc sống như vậy. Mình biết pháp tu, mình tác ý thì nó hết. Cái gì đấy? Con mới nghe được một chút về kinh tế. Bé nhà con bị viêm phổi. Anh tía ở viện về được mấy hôm lại uống thuốc, con phải tự ý sao ạ? Ok. Trời ơi. Cư sĩ còn đang nuôi con nhỏ, thầy có bao giờ bảo các con buông kinh tế đâu. Thầy dạy làm ăn cơ mà, nghe pháp mãi không có hiểu. Thầy còn dạy bao nhiêu cư sĩ. Cho nên cái cuộc sống là phải hỏi thầy. Cư sĩ, thầy dạy bao nhiêu cư sĩ làm ăn, còn thầy còn dạy cư sĩ là làm cái biển quảng cáo thế nào cho nó đúng. Để thu hút khách hàng này, làm ăn kinh tế. Cư sĩ là phải siêng năng chánh nghiệp làm ăn. Bây giờ mình còn đang nuôi con nhỏ, mình buông kinh tế. Hay thật, phải lấy việc làm ăn làm vui. Đức Phật nói hạnh phúc của người cư sĩ là hạnh phúc về mặt tài sản, hạnh phúc của người cư sĩ là hạnh phúc về con cái. Hạnh phúc cơ mà, đây là nhân quả của mình thì mình phải sống sống hạnh phúc trên nhân quả, sống vui vẻ trên nhân quả, đó là tu. Mình trước khổ đau trên nhân quả mà mình không có sầu không khổ, gọi là bất động trên nhân quả. Mình nỗ lực trên nhân quả, cái đức là đức cần lao của một người cư sĩ làm ăn siêng năng. Làm ăn nó còn khôn ra nếu tu tập bình thản. Nó còn tháo vát ra, Đức Phật dạy sự tháo vát của người cư sĩ. Tu tập không biết mình là ai nữa. Không biết mình đang tu chánh nghiệp. Cho nên mấy cái cô Hải Dương, thầy còn dạy làm ăn làm sao cho khéo léo đến.
xử lý mọi công việc thì khéo léo. Họ còn làm ăn thế nào, họ còn hỏi thầy, thầy ơi thầy, đợt này con kinh doanh cái này con làm ăn thế này, thầy xem thầy có thể giúp con được không, thầy chỉ bảo giúp con được không. Bởi vì cái người quan sát hết như thầy, những cái lúc khó khăn thầy có thể chỉ đường cho. Nên mình không biết sống mình tu cái gì. Bây giờ nhân quả nó sâu dày, mình phải chấp nhận tùy thuận, nhẫn nhục bằng lòng, chưa có thể buông bỏ được ngay. Mình tu ngay trên nhân quả ấy, gọi là tu trên nhân quả. Bây giờ buông bỏ kinh tế, con ốm không có tiền đi viện thế lấy gì thuốc, nó bé tí thế này 1 tuổi 2 tuổi nó tu làm sao. Mình phải nhờ bác sĩ chăm sóc yêu thương nó, và mình sống bình thản tâm để mình chăm sóc con cái, thì cái nhân quả từ trường lành nó gieo ra môi trường xung quanh mình cứ bình thản, mình chăm sóc con, cái tâm mình càng an vui lạc quan, mình cái tâm mình càng yêu thương, cái tâm mình càng vui vẻ bao nhiêu, từ trường xung quanh nó lây theo, nó lan theo, thì cái đứa con nó cũng được chăm sóc, nó bình thản. Chăm sóc con cái mà chăm sóc trong tâm bình thản thì con nó mau lành. Khoa học nhân quả nhé, người Anh người ta đã, các nhà khoa học Anh người ta đã nghiên cứu, kể cả khoa học nhân quả có thật chứ không phải không có thật. Một cái con người tâm an vui, tâm phúc thiện an vui mà cầm một cái cốc nước, các cái phân tử nước người ta đã khám kiểm tra ra, các cái phân tử nước nó còn lung linh theo. Từ trường nhân quả mà. Năm thân ngũ uẩn này giao giao tiếp xung quanh mà. Cho nên cái người vui vẻ chăm sóc con, tâm không lo lắng. Cái người mà tâm lo lắng bế đứa con là nó, cái đứa con nó ốm bệnh thêm. Cái người tâm có cái tâm, có cái thân lực, có cái lòng yêu thương mà lại có cái sự an vui, có một sự hạnh phúc bế đứa trẻ con, nó khác hẳn đó. Nó giao cảm đó. Nó ví dụ như cái người mà nào mà yêu thương con vật, một cái tâm tính hiền lành, nuôi chó nó cũng hiền đấy. Ở đấy nó giao cảm. Cái thân ngũ uẩn của chúng ta nó giao cảm. Cho nên mấy cái đứa bé mà cháu nhà bà Bắc ở đây, bà Bắc Biệt này, chuẩn bị đi viện, thầy bảo đưa thầy bế cho. Thầy bế có 5 phút thôi, trả ra hết sốt, hết đi viện này. Có những cái bàn tay kỳ diệu các con có biết không? Chạm vào người người khác bằng cái tâm từ vô lượng, chạm tay vào người người khác, cái sự yên bình ấy, một lời an ủi thôi nó cũng đỡ bệnh tật rồi. Một cái chạm tay, một bàn tay kỳ diệu, có những năng lực kỳ diệu của thân ngũ uẩn này, chạm tay vào con người nó đã hết bệnh rồi đấy. Các vị có tin không? Một cái tâm từ mà khi người ta tôn kính mình chạm tay vào họ, họ đã hết bệnh rồi. Thân tưởng con người ở đây là, mà kể cả thân thức con người cũng có, thân tưởng con người, cảm thọ con người cũng có, do tương ưng mà có. Có là học trò thầy chạm tay vào đầu hết đau, thầy đặt tay lên đầu hết đau, thầy đặt tay lên lưng hết đau. Bàn tay kỳ diệu, cái chuyện này xảy ra rất là nhiều ở trên thế gian này. Bàn tay của một con người yêu thương tâm từ, bàn tay của một cái sức mạnh năng lượng, bàn tay của các con người từ mẫn bế đứa con nó bình thản, tâm lực, ý thức lực. Cho nên khi mà tâm ta yêu thương, tâm mình yêu thương, tâm mình bình thản, tâm mình chăm sóc con cái, mình đặt tay con cái mình vỗ về vuốt xoa bóp nó cũng nhẹ nhàng, nó cũng đã hết. Cái đứa con nó đã được hưởng cái từ trường ấy. Từ trường ở đây có rất nhiều, từ trường của ý thức cảm thọ, số căn, từ trường của tưởng, từ trường của thức thức. Cho nên ở đây là từ trường của thân khẩu ý, từ trường nhân quả mà. Cái một cái lời nói động viên một người đang đau đớn bệnh tật, một lời nói động viên yêu thương nó cũng hết đau. Từ trường của khẩu hành, từ trường của thân hành, từ trường của ý hành, cái gì nó cũng đều có từ trường giao cảm ấy. Cho nên chúng ta không hiểu cái chỗ này, chúng ta không có trí tuệ, chúng ta hiểu chỗ này, không tu thành, chúng ta không hiểu cái chỗ này, không có cảm nhận toàn thân, toàn tâm chỗ này, chúng ta không có sự giao cảm tương ưng.
Cho nên chúng ta khi mà một cái con người kính quý thầy, một cái con người mà đến mà có khi đang đau đớn, thầy đặt tay lên đằng sau lưng có khi đã đỡ nhẹ hẳn. Có chuyện có thật đấy. Bằng cái tâm yêu thương, tâm yêu thương đặt lên, đặt tay lên đầu đã hết. Cái tâm yêu thương vô lượng của một con người bình thản, mình bình thản rồi, mình không hết, mình hết sạch khổ rồi, mình bình thản rồi, không lo lắng bất an rồi, mình mới gieo được ra cái từ trường ở đây nè. Mình mới đặt tay lên nó được, mình mới đủ lực yêu thương. Cho nên mấy tỳ kheo học trò cũ của trưởng lão về với thầy, khi thầy ngồi xuống nói chuyện với các tỳ kheo, các tỳ kheo có tu mà, các tỳ kheo có tu theo trưởng lão, các tỳ kheo có thực hành, cho nên khi thầy về thì ngồi cùng năm tỳ kheo kỳ cựu đấy, các cụ già, khi ngồi xuống một cái, các tỳ kheo đã nói ngồi với thầy Pháp Lưu thấy nó bình yên thật, thấy nó bình yên. Ngồi cạnh thầy Pháp Lưu hôm nay gặp, lần khi gặp ở đây rồi mà ngồi xuống thấy nó bình yên, từ trường. Thậm chí thầy ngồi đâu một cái, kể cả con rắn nó có bò qua người, kể cả nó có quấn vào người, nó vẫn có thấy bình yên. Nên thầy ngủ rắn nó quấn học trò thấy, thầy ngồi, ngồi đâu một cái, tất cả cảnh vật nó cũng bình yên, chim chóc, hót ca. Cho nên chúng ta tu tập, chúng ta phải biết cái chỗ này. Chúng ta đừng thân khẩu ý loạn xạ, lo lắng bất an, nó gieo cả vào con cái. Khi chăm sóc người ốm bệnh, hãy có đủ tâm từ, tâm hồn không khổ đau, bình thản trước nhân quả mà gieo lòng yêu thương. Chăm sóc trong sự gì? Thanh thản, hoan hỷ, vui vẻ, bình thản. Cái từ trường ấy nó sẽ làm cho xung quanh giao cảm. Cho nên mình tu tập, mình con cái nó ốm mình hãy bình thản cho con đi viện, nó chưa tu được, nó có ý thức đâu. Bình thản chăm sóc con cái nó nhanh khỏi. Mọi người ít biết về cái tâm từ. Một người tu hành rải tâm từ nó rất là, nó rất có đạo lực. Cái tâm từ, cái tâm từ từ cái sự giao cảm, từ trường tương ưng. Ai tương ưng được với những cái bậc đạo sư, nó rất là được hạnh phúc, nó rất là lành. Cái người đủ tín tâm, cái người tương ưng với những bậc đạo sư có tâm từ, nó rất là kỳ diệu. Có khi đến gặp xong tự nhiên về nhà thấy mọi sự tự nhiên nó thay đổi, vì sự tín tâm hướng theo mà nó được hưởng cái từ trường. Ở đây là từ trường tương ưng, Đức Phật nói từ trường tương ưng với nghiệp lành. Tương ưng đâu thì nhân quả đó, tương ưng lành thì được lành. Thầy có giảng về từ trường nhân quả tương ưng. Ai nghe cái bài thầy giảng về từ trường nhân quả tương ưng. Thế cho nên khi cái việc người mới tu ban đầu là phải nghe nhiều, nghe chân diệu pháp. Cái món ăn đầu tiên là thân cận bậc thiện hữu tri thức. Món ăn thứ hai là nghe chân diệu pháp, để thông suốt những gì thông suốt. Thứ ba mới có lòng tin. Nghe rồi, thấy rồi thì tin. Tin rồi thì sẽ tác ý. Quảng Phú hỏi: thưa thầy, thầy dạy con cách rải tâm từ. Thầy có hướng dẫn pháp môn tu tập tứ vô lượng tâm rất rõ ràng.
cái pháp môn đó, nếu con có đủ duyên con hãy tu pháp môn đó. Ở trên Facebook này thầy đã có một buổi thầy hướng dẫn 37 pháp trợ đạo, thì có hướng dẫn pháp môn tu tập trau dồi tứ vô lượng tâm, từng cái pháp hành rất rõ ràng hướng tâm. Nên Quảng Phú con xem lại cái pháp môn đó, nếu có điều kiện tu tập. Nếu tu tập pháp môn tứ vô lượng tâm mà cảm nhận chưa rõ ràng, hãy tu tập pháp môn niệm Phật bất hoại tịnh, chuyển sang. Thầy có giảng trong cái bài tứ vô lượng tâm, bởi thầy đã từng tu tập tứ vô lượng tâm, 3 tháng tu tập tứ vô lượng tâm. Vẫn còn hỏi hôm nào thầy giảng bài cụ thể cho cư sĩ tại gia tu tập. Thầy ơi, thầy đã nói rồi, tự mình xây dựng thầy khóa cho mình. Thầy đã truyền giảng các pháp môn căn bản, thầy đã truyền giảng giới định tuệ, con đường bát chánh đạo, thì tự mình phải sắp đặt thời khóa cho mình tu tập tại nhà. Cho nên sống bình thường để tu tập, giữ gìn năm giới và ôm pháp môn tu tập, thiện xảo tùy thuận khéo léo tu tập. Một tháng chỉ có một ngày thọ bát quan trai thì nó không ức chế. Cho nên cái này nó rất là một ngày, một tháng chỉ bỏ ra một ngày chuyên tu, chuyên tâm tu tập như ở làng. Bây giờ tu tập ở làng thế nào, một ngày tu tập ở làng thế nào, đến rồi thì về nhà một tháng chỉ chọn lấy một ngày thôi. Nó không ảnh hưởng xáo trộn cuộc sống. Hàng ngày giữ gìn năm giới, cư sĩ đừng có cố. Rồi mình tu tập đạo đức, tu tập các pháp lành ngay trên hiện tại cuộc sống. Bây giờ thầy sắp làm sao thời khóa cho các con được? Thầy có ngủ với vợ các con đâu? Thầy có ăn cơm thay các con đâu? Thầy có buôn bán thay các con đâu mà bảo thầy sắp thời khóa cho các con? Thầy sắp như thế nhưng các con không thể tu theo được chứ. Bây giờ thầy sắp theo như ý thầy làm sao mà các con tu được? Cho nên các con phải khéo léo tự sắp đặt thời khóa cho mình, để bố trí thời gian làm việc, tu hành, tu ngay trên công việc. Thầy đã dạy tu ngay trên công việc, tu ngay trên lời nói, tu ngay trên hành động, thân hành niệm trên mọi công việc, thân hành niệm trên mọi hành động. Nói đến thế rồi mà vẫn cứ hỏi thầy sắp thời khóa cho con. Thầy cho con hỏi khi tu tập pháp môn tứ bất hoại tịnh câu hữu với vô lậu như thế nào? Chúng ta niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm giới là niệm cái, chính là niệm cái giới vô lậu. Bởi vì chúng ta sống, tâm niệm sống theo như Phật, làm theo như Phật, tu theo như Phật, đi đứng nằm ngồi oai nghi như Phật, sống theo đời sống vô dục, tức là không có lậu dục như Phật, thì chính là chúng ta đang tiến tới cái pháp tu vô lậu. Một pháp này thôi nó cũng đã đạt đến tâm vô lậu. Cho nên có những tỳ kheo chỉ tu một pháp, nó gọi là câu hữu, tức là nó liên hệ. Thầy đã nói cái từ câu hữu, các con cứ tưởng là nó câu móc cái này móc với cái kia, nó hiểu sai cái từ câu hữu. Ngồi tưởng tượng đó, là tứ bất hoại tịnh liên hệ với câu hữu với lại vô lậu, nó bị tưởng ra, kiến giải sai ra. Câu hữu ở đây là phải liên, là tức là nó liên hệ đến. Khi ta sống như Phật thế này thì tâm ta vô lậu. Khi ta sống không tham lam, không thù hận, không thù oán như Phật, khi ta đi đứng oai nghi, ta giữ lời nói thanh tịnh, ta sống như Đức Phật, thì tức là cái tâm ta nó thanh thản, đã vô lậu, vô dục. Cho nên mình niệm là tâm ta sẽ sống theo giới như Phật, niệm giới mà, tâm ta sẽ sống cao thượng như Phật, niệm Phật mà. Hoặc là niệm một vị thầy nào, ta sống theo đức hạnh nhẫn nhục như vị thầy, sống mạnh mẽ đấy, thì nó đạt đến cái tâm vô lậu, tức là nó liên hệ đến cái sự giải thoát. Liên hệ, câu hữu đây nè, có cái sự liên hệ. Câu hữu là có sự liên hệ đến cái việc này, đến việc kia. Cho nên mình niệm Phật như vậy thì mình liên hệ đến cái việc giải thoát. Ta sống như Phật như thế này có nghĩa là ta sống theo đời sống giải thoát. Cho nên
chúng ta thấy là hiểu, cứ ngồi niệm câu hữu, ngồi thiền xong niệm là cái này câu hữu với cái kia, đó là sự tưởng tưởng tượng của các vị kiến giải ra. Câu hữu là có sự liên hệ, có sự liên hệ đến vô lậu, có nghĩa là niệm Phật như vậy thì nó không còn tham sân, nó liên hệ đến cái tâm không còn tham sân, có nghĩa là nó câu hữu mới vô lậu. Nhờ hướng theo Phật, sống theo Phật, làm theo Phật, đi đứng nằm ngồi, học theo hạnh Phật mà tâm vô lậu thì nó liên hệ với nhau, câu hữu với nhau. Cho nên khi nghĩ đến Phật là tâm thảnh thơi, khi nghĩ đến đời sống của Phật hướng theo một cái từ bỏ cái ác, cái tâm nó thanh thản, có nghĩa là cái gì? Cái niệm Phật kia, nghĩ đến Phật mà tâm an vui. Học theo Phật, nói theo Phật, làm theo Phật, làm theo tâm an vui thì nó câu hữu với nhau. Đấy. Câu hữu tức là nó từ cái này nó liên hệ đến cái kia, nó thấy như thế kia. Nó thấy mình sống theo Phật thì nó thấy được thanh thản, nó thấy như nhá. Đạo Phật là thấy như thật. Cho nên chúng ta cứ hiểu cái từ ngồi tưởng tượng ra sự câu hữu. Hầu hết các vị tu ngồi tưởng tượng ra sự câu móc và câu hữu, là nghĩa là như hai cái móc câu nó câu vào với nhau. Cái này nó chung cái kia. Ngồi tưởng tượng trạng thái này liên hệ đến trạng thái kia. Toàn bị tưởng cả. Không hiểu ngôn ngữ Phật học mà cũng không tu, không thấy. Câu hữu là có liên hệ đến. Tức là khi ta niệm Phật thì nó không còn liên hệ đến tham sân. Nó không còn nghĩ đến tham sân. Mà khi ta nghĩ đến Phật, học theo Phật thì nó không, nó chỉ còn liên hệ đến vô lậu, là liên hệ đến cái tâm bất động thanh thản an lạc. Nó liên hệ đến đời sống giải thoát, cho nên tâm vô lậu. Cho nên nghĩ đến Phật, học theo Phật, suy nghĩ theo Phật, học theo Phật, làm theo Phật thì nó được cái tâm vô lậu. Thì thấy rằng cái mình học theo như thế này, cái tâm tự nhiên nó thanh thản thế này. Ví dụ mình học theo đức cao thượng của Đức Phật, tự nhiên mình không thấy thủ oán nữa. Nó tâm mình không sân, không, tức là tâm nó vô lậu dần từng phần. Thì nó gọi là câu hữu. Câu hữu tức là có sự liên hệ đến. Các con hiểu chưa? Đừng có ngồi tưởng tượng ra sự, đừng có ngồi tưởng tượng ra trạng thái này nó trộn lẫn trạng thái kia, đó là bị tưởng. Toàn người bị tưởng kiến hoặc bị tưởng tri, bị lo tưởng, bị ngồi ngồi thiền tưởng tượng này, pháp môn này liên hệ à, pháp môn này câu móc pháp môn kia, định này chung với định kia, toàn bị tưởng tượng hết, toàn bị ảo tưởng hết, không có hiểu. Nên thầy thấy nhiều người kiến giải sai, hiểu sai mà dạy cũng tùm lum luôn, không giải thích rõ ràng cái chỗ này. Không có tu mà, không có tu đúng mà, không có đạt, giảng sai hết. Mai Hạnh nói, thầy ơi, 11 tri kiến giải thoát, tri kiến giải thoát thứ 11 rồi. Cái tri kiến giải thoát thầy sẽ giảng một bài riêng sau, nó dài đấy. Giải thích cho các con 11 tri kiến đấy. Những cái bài nào mà thầy giảng thì nó sẽ giảng đầy đủ một bài. Một bài, một chủ đề giảng. Còn những cái này, những cái gì mà khúc mắc trong tu tập các con hãy nói thầy thôi. Thực hành thì mới thấy, thấy rồi thì mới biết. Có khổ thì mới hỏi. Hoặc có mắc mới hỏi, hoặc là thực hành mới thấy, mới biết pháp môn tu. Chứ còn lý thuyết thì thầy giảng chung, giải thích cho một người mà giảng 11 người hỏi lý thuyết, 11 người hỏi thì thầy sẽ phải giảng 11 bài trong một ngày này ư. Mình có thực hành mới thấy. Người không thực hành không thấy. Người không thực hành nó không thấy như thật, không thấy rõ, không biết giải thoát ở đâu. Đạo Phật quan trọng nhất là thực hành. Cho nên thầy không thích nói lý thuyết nhiều. Thầy chỉ dạy pháp hành, chia sẻ trong cuộc sống thiết thực, đường đi nước bước rõ ràng. Đi thế, sống thế này thì nó hết khổ như thế này, làm thế này thì nhân quả nó chuyển. Thầy chỉ dạy con làm như thế này, con đang khổ đau này, con làm như thế này nhân quả chuyển, con đang như thế này khổ đau trên thân này, trên tâm này, làm thế này nó hết, con đang bệnh thân thế này, con tu như thế này nó hết. Thầy chỉ nói như thế này, như thế này, như thế này, thực hành, thực hành và thực hành. Cho nên thầy không thích lý thuyết sáo rỗng.
Nguyễn Nhi. Vợ chồng Nguyễn Nhi từ khi ra làng thầy, hai vợ chồng như hai người bạn cùng đồng tu. Vui, cuộc sống nó thế, nó hay ở chỗ đó. Nhưng chúng ta phải, trước tiên chúng ta muốn vợ chồng chuyển, chúng ta phải nhẫn nhịn, tùy thuận bằng lòng, nhẫn nhịn rồi chúng ta chuyển hóa. Ai mà nghe được tu sinh Đại Hùng chia sẻ cái bài đừng buồn khổ vì gia đình không tu, chúng ta biết cách khéo léo sống để chuyển hóa nhân quả. Tu sinh Đại Hùng có nhiều cái bài tri kiến để chia sẻ cái kinh nghiệm rất là hay, mọi người nên tham khảo và nghe tu sinh chia sẻ những cái chân lý, những cái cách sống, những cái việc làm tu tập rất là hay, rất là đúng. Đừng buồn vì gia đình không có tu, hiện nay nó có quả ai, mình tùy thuận bằng lòng, vui vẻ đi, sống lạc quan lên, sống nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng người ta, rồi người ta sẽ chuyển. Nó thấy cái mặt mình cau cau có, nó theo sao? Nó theo cái người vui chứ. Nó mình nói mình tu rồi cái mặt mình như đâm lê đấy, ai nó tin? Mình tu mình mạnh khỏe an vui, mình hết bệnh rồi nó thấy hay, nó mới nhìn mình, nó mới theo. Mình cứ ngồi đó mình mặt mặt như đâm lê, buồn khổ sầu khổ, mình mong cho nó tu theo, nó được hạnh phúc làm sao nó theo. Cho nên những cái người học trò làng này sau về làng tu một thời gian, sau cả nhà cả họ theo hết, có những nhà theo cả họ hàng luôn, cả họ hàng vui như thiên đàng. Như họ hàng nhà ông Hưng Tuyến ấy, họ hàng nhà Mai Linh, tất cả họ hàng theo hết, cả nhà theo, nhà cô giáo Kim Lan Nam Định, rồi cả nhà tu họ vui lắm, anh em phúc đức đủ đầy, cha mẹ yên vui. Nhà sư cô Diệu Thư, đến nhà sư cô Tâm Thuận, rồi nhà các tu sinh trong làng này, nhiều gia đình ấy. Bạn Tèo bên Úc vừa tu ở đây về cái xong, về cái tự nhiên vợ hoan hỉ, vợ tu theo. Ừ, vui ấy. Cuộc sống vợ chồng đủ đầy hạnh phúc. Nhưng chúng ta phải tu đi đã, thay đổi. Muốn người khác thay đổi ta phải thay đổi chính mình, muốn người khác thay đổi ta phải thay đổi chính mình trước. Ta phải an vui, ta phải mạnh khỏe, họ nhìn thấy ta họ thích thú. Cho nên Phật tử muốn gieo duyên cho người khác, mình phải thay đổi mình mới gieo được. Bây giờ mình muốn tu, mình muốn muốn cho người khác đi theo, mình bảo đạo Phật hay lắm, bác đi theo tu đi. Nó bảo tu cái gì tu, tôi nhìn thấy bà về nhà chửi con chửi cháu ở mầm đấy, về nhà rồi bà đanh đá ghê gớm, bà sống như thế, bà đi chùa tụng kinh niệm Phật suốt ngày, bà về nhà bà giết heo giết gà, bà đá chó đá mèo, chửi chồng chửi con, chưa về đến làng chửi chứ. Cái đạo Phật nhà bà ấy tôi thèm vào, nó nói thế. Thế là tự mình phỉ báng Phật. Mình phải tu cho người ta thấy mình đạo đức ra làm sao, mình phải tu cho người ta thấy mình an vui ra làm sao, mình phải tu cho người ta thấy mình mạnh khỏe ra làm sao, mình phải tu cho người ta thấy mình nhân ái ra làm sao. Mình phải thể hiện được cái đạo hạnh của mình thì người ta tự theo. Mình ngồi đó mình không tu, mình mong cầu cho họ theo, sao họ theo được? Nếu mà tôi dẻ dại tôi đi theo bà đi tu cái đạo gì mà cái mặt như cái đâm lê ấy, tôi chả thấy cái gì là hay cả. Người ta phải hỏi mình, người ta phải bảo nhau, ồ cái cô kia từ ngày cô ấy tu theo đạo Phật, nhìn cô ấy rạng người, cô ấy sống hiền lành, cô ấy sống thanh thản, nhìn cô ấy thích Phật. Ta hãy tìm cô ấy, hỏi cô ấy xem cô ấy tu ở đâu, ta hãy xem cô ấy tu cái đạo gì, sao cuộc sống của cô ấy hạnh phúc vậy, sao cô nhìn cô ấy sống vui vẻ như vậy, thay đổi như vậy. Như vậy mới là thân giáo. Mình tu mình cứ ngồi đó mong cho họ theo. Sao họ theo được? Thế cho nên nhiều người tu ở làng này sau khi về thay đổi mà trở về làng, sau cả nhà đến họ đến thăm làng, cả dòng họ đến hỏi đạo, dòng họ được hạnh phúc. Mình phải thay đổi mình trước.
Muốn người khác thay đổi, mình phải thay đổi mình trước. Quán thân bất tịnh phạm sang, những con bị dâm dục hành dâm nó làm con khổ quá thầy ơi. Con có tri kiến thân bất tịnh, quán thân bất tịnh thì con phải quả cảm nhận đó. Quán tưởng, cảm tưởng, quán tưởng đó. Mình phải ngồi mình quán tưởng, mình thấy tưởng tượng cái thân này nó thật là bẩn thỉu, mình phải nhắc ấy, thân này thật bẩn thỉu thì nó dứt đi, nó dứt, không ham muốn. Mình có những pháp phải né tránh, mình không được nhìn nhiều, không được nhìn trực tiếp vào thân xác nữ, không được nhìn chằm chằm vào thân người khác phái, không được nhìn chằm chằm, nên mắt phải nhìn xuống, được nhìn vào bộ phận thân thể gợi dục. Những pháp phải né tránh đoạn trừ, những pháp phải tác ý đoạn trừ, những pháp phải kham nhẫn đoạn trừ, những pháp phải tri kiến đoạn trừ, nó phải tổng hợp nhiều pháp. Sống trong giới, nhìn thấy người khác phái cái nhìn chằm chằm vào thân người ta làm sao mà nó chả khởi lên trời. Mình mắt nhìn xuống hoặc nhìn vào mặt người ta, nhưng nhìn thoáng qua rồi mình nhìn, rồi mình nhìn nó ngay ngắn, nói mình tránh đi chỗ khác, né tránh mà không để nó khởi lên. Tu hành mà không khéo tu, khéo tu mấy giờ được không biết. Liên Châu hỏi gì con? Khi nào làng tu chúng ta sẽ cho các Phật tử về làng tu? Khi dịch cũng còn, chúng ta phải tuân thủ ở đây không gieo nhân khổ. Thầy đã nói là không nhận tu sinh trong lúc dịch, không nhận người về tu. Nên cho nên thầy mới phải trực tiếp thầy phát lên đây để cho mọi người thưa hỏi. Bởi vì sao? Không có thầy thì đường tu nó trệch choạc ấy trong những lúc. Cho nên chúng ta phải tuân thủ cái việc ấy, không gieo nhân khổ. Bây giờ mình đi qua vùng dịch thì mình rước dịch đi khắp nơi, không tuân thủ cái của nhà nước, khoa học. Nếu mình gieo cái nhân làm khổ mình, rồi làm khổ người, thứ nhất mình lây nhiễm bệnh tật khổ mình, thứ hai mình gieo cái nhân ác cho người. Cho nên mình đã từ vùng dịch thì mình đã từng cái vùng này đang dịch thế này, mình cứ đi gieo lung tung, gieo ra cái nhân khổ, mình không có ý thức. Ở đây là con người không có đạo đức. Cho nên ở đây là mình ai đến đâu, kể cả những cái người cũ ở đây trong làng này, người cũ đã đến đây rồi, thầy có cho đi ra ngoài đâu. Đang lúc dịch, không cho đi. Tự mình giữ lấy thì phòng hộ lấy. Đi ra ngoài rồi nhiễm bệnh rồi, chờ bao giờ Bộ Y tế công bố hết dịch, mình phải tuân thủ đấy. Ai cũng náo loạn chạy đây chạy đó thì xã hội nó loạn lên, gieo ra cái nhân khổ cho mình, cho xã hội. Như vậy là người không có đạo đức. Cho nên những người đã đến đây trước rồi, đến đây chót rồi, thầy bảo ở đây thì cũng không được đi ra ngoài. Nhưng không được gieo nhân nhiễm, lây nhiễm bệnh tật về cho mình, cho người. Sao con nói đời sống cư sĩ phức tạp, làm công nhân ở công ty mà con không tránh nổi dâm dục? Mắt con có nhìn người ta hay không? Mình bất chợt gặp thấy thân nữ thì mình tránh nó đi, mình không nhìn nữa. Ai bắt con không nhìn? Nên cái việc đó, những cái việc đó không nên hỏi thầy thì đúng hơn. Chúng ta phải khéo tu. Tu tập là một việc hết sức bình thường. Tu tập thoải mái tự nhiên. Không gò bó, không gò tâm, không gò thân, nhưng chúng ta phải khéo tu. Thiện xảo.
ta phải tu một cách không tham tu mà tu một cách hồn nhiên, vui vẻ tu tập, thoải mái tu tập. Trưởng lão bảo vui vẻ tu tập, thoải mái tu tập, vừa sức tu tập. Tâm sân thì con thực hành tác ý. Phạm Tuấn này, thực ra thầy dạy các con không có thực hành, chứ thực hành thầy nghĩ nó hết mà. Nhiều học trò người ta thực hành tác ý diệt tâm sân, người ta hết mà. Cho nên là mình có sân, chót sân rồi mình cũng ngồi mình tác ý, mình nhắc nhắc mình, lần sau nó hết đi, nó thành ra ám thị tâm, nó thành ra một cái thói quen không sân. Nó nhắc mình như vậy, nó sau nó thành thói quen không sân. Có thế thôi. Mình không huân tập thói quen sân hận mà mình huân tập cái thói quen sống bình thản. Nên mình phải tác ý. Đức Phật bảo có như lý tác ý, ác pháp có sinh tự diệt. Tác ý không chịu tác ý thì thỉnh thoảng của thầy, thầy sao con tu mãi nó không hết sân, con có thực hành đâu. Pháp thầy dạy rồi không thực hành, nó ngồi đó kêu. Nói chung là nghe chừng các con tu nó khó lắm. Thầy mà tu hộ các con thầy tu một tuần xong khỏi tu nhìn nó buồn cười lắm, thấy các con tu mãi nó cũng như thầy ngày xưa ấy, loanh quanh mãi. Như thầy ngày xưa ấy, tu mãi không hiểu, tu mãi không thực hành đúng, nó cứ loanh quanh. Thầy mà thực hành nói mà đàng thì hiểu sao mà nẻo, có thực hành đâu mà. Thế cái người thực hành nó thấy hết sân, nó thấy rất là vui. Tâm mình từ giờ đi nó chẳng thấy sân nữa. Cuộc sống rất là vui. Nó thường xuyên nó tác ý. Từ giờ đi không sân hận nữa. Không tác ý thì cứ hiểu biết không. Người ta gọi là hiểu biết suông, không có thực hành. Cái người hiểu biết suông mà không có thực hành ấy, nó như một cái tủ đựng sách ấy. Đụng đến nó vẫn sân. Cái người hiểu biết suông mà không có thực hành không khác bồ đựng sách. Còn cái người thực hành mà không có hiểu biết đúng thì không khác gì một cái người mò đường. Cho nên thông suốt những gì cần thông suốt mà tu tập những gì cần tu tập. Thông suốt rồi thì phải tu tập những gì cần tu tập. Cho nên thân cận bậc thiền hữu tri thức là món ăn giải thoát thứ nhất này. Nghe chơn diệu pháp là món ăn giải thoát thứ hai. Xong đến thông suốt những gì cần thông suốt. Có lòng tin mà. Lòng tin là món ăn giải thoát thứ ba. Thông suốt những gì cần thông suốt. Tu tập những gì cần tu tập. Dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Như lý tác ý mà. Cho nên dứt bỏ cái tâm tham sân si. Những gì cần dứt bỏ. Cái không cần dứt bỏ đang nuôi con. Cuối cùng dứt bỏ làm ăn. Nó thành cái người gánh lại nhân quả khổ đau lúc chưa tu. Người đi lạc đường, tu sai. Người ta làm ăn mà nó an vui, không như ngày xưa làm ăn mà nó khổ sầu. Người tu nó như vậy. Ngày xưa làm ăn thì buồn khổ lo lắng bất an, ngày nay làm ăn thì an vui. Ngày xưa làm ăn thì nó chẳng ra làm sao, bây giờ nhờ phước báo tu tập mà làm ăn nó gì, nó lợi lạc, thông minh, thanh thản, cuộc sống phúc. Ngày xưa làm ăn thì nó không có phúc, ngày nay nhờ tu tập mà làm ăn nó có phúc đức. Nó chỉ có thế thôi. Một bên là địa ngục, một bên là niết bàn, có thế thôi. Cho nên Phạm Tuấn còn phải thực hành. Thông suốt rồi thì phải thực hành. Không thực hành sao mà nó ngàn năm sau con vẫn thế. Cho nên phải có pháp môn ôm giáo, ôm pháp Phật, ôm pháp như ôm phao vượt biển, cảm nhận toàn thân toàn tâm. Ôm pháp. Nghe xong thông suốt rồi mà mai lại đi giết gà giết vịt,
Làm sao mà không tu giới luật, mai lại đi cầm cổ gà cắt ngoé đó. Sao bảo tôi hiểu đạo Phật, hiểu suông. Những người không có tu vẫn sống theo ác thì làm sao gọi tu? Chắc mọi người, những ai cha mẹ tín tâm, bệnh tật khổ sầu thì bảo các cụ già gọi cho thầy, thầy rất có duyên với các cụ già, có duyên. Những ai bệnh tật, những ai mà hôm nay chưa được chia sẻ, chưa được hỏi thầy vì điều kiện bận rộn, có thể gọi video trực tiếp hỏi thầy những vấn đề cần tu tập, những cái gì khổ đau trong cuộc sống hay hỏi thầy. Thầy rảnh thời gian thầy sẽ chỉ đường, thầy sẽ hướng dẫn. Mọi người hãy yên tâm, thầy không dạy ai đi xuống vực cả. Thầy chỉ có hướng dẫn chia sẻ để đường đi đến bờ an vui. Thầy nói nó ít sai cái gì nữa. Thầy nói cái gì nó ít sai, thầy nói cái gì nó đến là nó đến rõ ràng ấy. Cho nên có người đi sai thầy nói nhân quả sẽ đổ khổ lắm đấy, y rằng nó khổ không nghe thầy nó khổ. Có những người thầy bảo sẽ hạnh phúc, nó hạnh phúc thật. Nó kỳ diệu thật. Nên chúc mọi người luôn an vui, hiểu đạo, thực hành tu tập, nghe chân diệu pháp nhiều để thông suốt những gì cần thông suốt, để có lòng tin bắt đầu tu tập những gì cần tu tập, chứng đạt những gì cần chứng đạt, dứt bỏ những gì cần dứt bỏ. Dứt bỏ là những cái khổ đau sầu não.